Đây là tập thứ 3 câu chuyện bên lề của campaign Thám tử nước sâu, một góc nhìn về quá khứ của nhân vật Yuki và nhân vật Minh. Cảm ơn các hội viên YouTube và Patreon đã ủng hộ Thiện trong quá trình tạo các nội dung game nhập vai và gây dựng một cộng đồng chơi game nhập vai ở Việt Nam phát triển và lành mạnh. Đặc biệt có Thuss ở tier chân nhân, Card và Habaki ở tier hiệp sĩ. Trong tập trước, những người bị lạc xấu số chúng ta tiếp tục thám hiểm ngôi nhà kỳ bí ở trong giữa vùng sương mù. Bắc Thân cùng với Hải Đường bỏ lên một xuống cầu thang để tìm hiểu một chỗ, một cái khu có vẻ là có một cái hốc trong tường kỳ lạ của ngôi nhà. Nhưng mà mọi người cùng với Yuki đập một hồi không hề hấn gì. Ở phía tầng trên, mọi người tiếp tục khám phá các phòng bên cạnh, ở cạnh chỗ mà đánh nhau với bộ giáp, phát hiện ra Iset đang trốn ở trong tủ. Một cô bé nhỏ tuổi, Tiefling, cũng đang ở đây tìm nhà Tlusker. Cô bé sợ sệt và nói rằng trong ngôi nhà này có những sinh vật siêu nhiên kỳ lạ và tốt nhất là chúng ta nên tránh chúng ra. Mọi người nghe lời, bỏ qua một căn phòng có những tiếng hát, du con, ma mị, đến một căn phòng khác để tìm hiểu. Nhưng mà không may thay, một sinh vật kỳ lạ, to lớn đã xuất hiện với cái hình hài giống như của chủ nhà, gia chủ nhà Lusker. Ông này xuất hiện mặc dù bị tấn công, ambush tiếng Việt là gì nhỉ, bị úp sọt bên nhóm người chơi tưởng mì ăn liền, hóa ra trở tay đấm bay một phần của Iset. Mọi người bàng hoàng ngỡ ngàng. Bác Thân cố gắng lôi cái tên này, ghì hắn chui vào trong một căn phòng như là vệ sinh để mọi người khác chạy trốn. Nhưng mà Cinematic, những người con người kỳ lạ cũng bước xuống và bắt giữ cả nhóm chúng ta. Nhóm mình bị kéo xuống một cái cầu thang bí mật và bị ném vào trong những nhà tù. Vài người có thể nhìn được ra ngoài cửa giam thì thấy tên chủ nhà cùng với một vài đứa lâu la khác đang làm lễ hiến tế gì đó ghê rợn. Và giờ là lúc nhóm người chơi của chúng ta tìm cách để thoát khỏi nơi đây. Gì đấy? Yeah. Có ai còn thấy thiếu chi tiết nào cần bổ sung không? Không nhớ để thấy thiếu. Tức là những cái quan trọng thì cũng mình thấy tương đối đầy đủ rồi. Còn thiếu gì đâu. Vì là phần lớn, phần flavor là chúng ta ngồi tự chơi với những cái đồ vật xung quanh. Nên là cũng không có quá nhiều chi tiết lớn đâu. Anh Vinh ơi, em hỏi confirm lại cái này một tí là mọi người lên level 2 đúng không? Rất cảm ơn Thiện đã vì cái tóm tắt vừa rồi. Xin phép bắt đầu Season 3 của DLC Thám tử nước sâu Death House. Hiện giờ tất cả những người trong cái đội gọi là cái nhóm người cơ nhỡ vẫn đang ở trong cái phần đài hiến tế. Và mọi người đã tìm, bắt đầu mò ra cái phần bên ngoài. Nơi đây là một, trông có vẻ giống như một cái phòng thờ ở những cái cột rất cao và những món đồ kỳ lạ. Session của chúng ta tuần trước kết thúc ở cảnh mọi người kiểm tra những cái món đồ đấy và nhận ra đúng có những cái món mà nó hơi không bình thường cho lắm. Ví dụ như một hộp phân rơi, hay là một cái ngón tay bị ướp cho khô quắt lại. Yuki thì đã tò mò nghịch ngợm mở cái túi phân mở những cái túi ra và còn thấy thêm rất nhiều những thứ đồ siêu xú, những con dao khoác từ xương người, những cái mặt dây chuyền củi, những cái sắc ướp của những con im và một vài con ếch cắm lên đầu làm những cái gậy phép cắm lên đầu đầu que. Tiếp tục vào cảnh. Hiện giờ thì mọi người đã vào được Beyond chưa nhỉ? Hiện giờ thì hiện chúng ta đang ở dưới hầm và mọi người muốn làm gì tiếp theo? Không gian ở đây khá tĩnh mịch. Những cái tên hoặc là cái tà giáo đấy vừa mới đã đi khỏi cái tầng hầm này được khá lâu rồi. Có vẻ như bọn chúng nói rằng ngày mai bọn ta sẽ hiến tế thêm 5 người nữa. Mọi người lốt xong thì Bác Thân bắt đầu muốn thử đi xung quanh nhìn những cái đồ được trưng bày đấy. Có đồ vũ khí của bọn mình không? Hay là toàn những đồ lạ cả? Bác Thân đi xung quanh những thành tích đấy thì không thấy vũ khí của mọi người đâu cả.
hiện giờ chưa có vũ khí, cũng không nằm ở đây, hơi tệ một chút. Vậy xem những cái đồ đấy có cái gì có thể dùng làm vũ khí không? Đúng rồi, mình sẽ nói những thứ làm được vũ khí, dùng được vũ khí đâu nhá. Ừ. Cái bàn tay khô quắt bỏ đi nhá, dao từ xương người, dao gắn sọ chuột, dao gắn sọ chuột, quả cầu dùng làm cái focus aspergillum làm bằng xương. Ai thích cầm làm băng bắn phước thì có thể dùng cái này. Áo choàng da người, áo choàng da người, gỗ phép đâu, tất cả những thứ mình nghĩ là có ích. Nếu mà dùng thực chiến thì nó ở đấy thôi. Mình có thể hỏi là nhân vật mình có thể hiểu được cái pattern của những cái đồ vật này có nghĩa là gì không? Tức là ví dụ cái mục đích của nó ở đây chẳng hạn. Đây là một cái giống như là cái thánh tích ấy. Thì ở trong thánh tích nó sẽ có những ô để đồ thờ đúng không? Thì đây là những cái món đồ mà nó cắm vào đấy làm đồ thờ, thỉnh thoảng ở trong cái đền thờ Thiên Chúa chẳng hạn thì nó có những cái thanh kiếm, hay là nó có những cái tiên nó treo trên tường. Rồi nó có những cái ấy, như cái aspergillum ấy, nó là có những cái gậy để giải nước phép, nước thánh, thì nó sẽ đặt ở những cái vị trí trang trọng để người ngoài sẽ nhìn thấy. Chỗ này tương tự như vậy. Có cách nào nhưng mà bọn mình có đoán được đây là thờ vị thần không? Cái này mình đã chắc là nó có hin rồi ý. Đó là thờ thằng ấy thôi. Thờ thằng Shad đấy. Thằng Sĩ Cha HD ấy anh. Sì cha HD, chắc chắn không phải cha SD. Mà cà bông sì cha HD. Mà cà bông. Yeah. Chắc mình lút đồ rồi đi tiếp à? Đứng đây. Làm rơi món đồ hình vuông thần kỳ là cái gì vậy? Là cái có mấy cái chấm phổ đen ở giữa. Đúng rồi, mấy cái vuông vuông. Anh em rơi. Cái các bạn làm rơi cái đồ rồi xem điện thoại nhảy cái tinh tinh. À, anh làm rơi. Thậm chí em quên đấy. À, mình cũng không hiểu, giờ mình mới hiểu, trời ơi. Ôi, bây giờ mình phải tìm lại. Được rồi, tí anh làm rơi em được, anh nhớ làm rơi rồi được. Okay. Để mình đào hộ. Đây, đào thấy rồi đây. Reply cái đấy. Bắt đầu đi. Okay. Đường nó sẽ muốn cầm cái mắt, nó chỉ cầm thôi. Vì lần đầu chúng ta thấy một cái mắt này, mà nó sẽ quay sang Sài. Ê Sài ơi, cái mắt này nó to bằng quả táo luôn á. Lại gửi lại hình nó nô tích rồi. Em quay ra với bạn Minh em bảo là Minh ơi, mình thấy cậu đọc nhiều sách đâu, cậu biết mấy cái này có nghĩa là gì không? Mấy cái đồ hả? Ừ, mấy cái đồ, mấy cái chỗ này này, cả cả mấy cái xú xú. À, cái mắt con này nó to hơn quả táo khá nhiều đấy. Mình nghĩ mình nghĩ cái này là bộ cái bộ sưu tập của một ai đó đó. Là nhìn nó giống một con mắt. Collection à. Wow, kiểu mấy người giàu ở trong nhà mình cũng có một cái phòng toàn mấy cái collection giống giống vậy như mà. Hiện giờ là ở đây là không gian hoàn toàn tĩnh lặng đấy, chỉ có tiếng của mọi người thôi. Nên là mình cũng không có gì để mô tả đâu. Mọi người có thể quyết định làm gì đó. Hai đứa nó sẽ cầm cái mắt nó đi dí từ người một xem ai là người sợ. Yuki, lúc mà nó gì đi rồi. Cái này là cảm gì với người khác. Sao nó sẽ chạy ra đằng sau mình rồi. Sao không ai sợ nữa. Nó bị quê. Mày nho sẽ có lấy nào hoàng ra người. Có. Trời ơi, đọc mày như trong trống. Em sẽ ra cái chỗ mà dao cắm vào sọ chuột. Là em sẽ rút cái dao ra khỏi sọ chuột. Thằng Minh nó mà được bị con đường dí con mắt vô mặt thì thằng Minh nó sẽ bảo ê, bạn có biết một mọi người vẫn chưa vào được Beyond à? Một cái phân phát về mắt á là nếu như mà não bộ của chúng ta DVD nhận diện được rằng mắt là một cơ quan rồi thì nó ở sẽ giữa cái hình như Linh đang không nghe được Ghi nói. Mình không nghe được Ghi đang nói. Phải, em đang giác rất nhiều nè. Không nghe được. Em cũng nghe được rồi. Em thấy cái phân phát khoa học đấy rồi. Ừ, Yuki cũng đang nghe. Mình nghe rồi. Cách khoa học rất thú vị. Xong rồi, mặt con đường sẽ kiểu what the fuck ấy. Xong nó sẽ cầm con mắt nó xoay sang chỗ reset ấy. Đổi người. Giống thật sự. Gia đình của mọi người không có một chút rèn luyện gì về sự nghiêm túc hay sao? Trong hoàn cảnh như thế này mà vẫn có thể chơi đùa được. Mắt thân xoay thử cái choàng ra người xem có giúp bác tăng thêm một tí, tăng thêm tí cho bò là hơn. Tại vì kiểu thật ra là chỗ bọn mình ở nó chắc là nó cũng không xa lạ khác khác ở đây lắm ấy. Mọi người ở đâu nó hơn thế này.
khi mà Yuki đang tìm từ để nói, người đó sẽ bảo luôn là bọn tớ không có gia đình. Chả một cô nữa. Yeah. Chúng ta có gia đình của nhau nè. Yeah. Mình có đàn anh đàn chị nữa. Yeah. Vui không? Yeah. Vui không? Vậy. Điều đấy hợp lý được tại sao là mọi người hành động một cách không có suy nghĩ gì đến hậu quả như vậy. Mình không ai nói cho mọi người biết không nên làm gì. Tại nhất là chết, lúc nào là chết. Chúng ta đang đi chung với nhau và người chết không chỉ có mình cậu mà còn có cả tớ và những người khác nữa. Vậy thì mình sẽ nắm tay nhau lúc chết. Yeah. Chị chết nhìn xem chú thân xong kiểu là chứ thực sự là chấp nhận những cái này à? Nào, mình muốn nắm tay nhau để... khi sống mà đừng nắm tay nhau khi chết chứ. Yeah, mình muốn flavor xương một câu ấy. Biết cái chết là gì không? Mình làm mẫu một lần thôi ấy. Mấy người không sợ chết à? Tôi làm mẫu một lần rồi đấy. Anh Thiện có đang nói gì không? Bây giờ anh nói. Nghe. Anh thấy Hòa và bạn đêm. Và thầy. Em có nghe Thiện nói không? Mọi người nghe Thiện nói không? Ồ, mình có nghe thấy. Ok. Mấy đứa làm trò thì cứ làm, thì cười bé bé lại thì thôi, đừng để bên ngoài nghe thấy. Bác ấy thì đang đứng chỗ cầu thang và ngó nghiêng lên bên trên. Về mặt suy nghĩ của bác ấy thì bọn trẻ con vừa trải qua một cái trải nghiệm không hay ho lắm, nên cứ để bọn nó cười đùa một lúc. Trong nhóm ta không có người nào thông minh này. Minh ơi, có cái đũa phép này. Mình thấy bạn ấy giỏi lắm, bạn ấy đọc nhiều sách lắm. Như cánh tay, bạn ấy đọc được hết một quyển sách dày luôn ấy. Mình thường sẽ chỉ để đốt lò thôi. Đó, em nghĩ là trong những tình huống như thế này chúng ta cần một nụ cười tự tin. Kiểu chúng ta có thể chết và bước tiếp theo đi sai, nhưng mà ít nhất mình hãy chết với một nụ cười hơn là nước mắt. Ồ, đổ phép đâu? Đây. Hay vậy? Hải đường nó sẽ dưới cái mắt vào tay. Dưới cái mắt vào tay của Iset. Xong rồi dạy ra cướp phải dao còn vãi. Mình sợ mọi người tranh mất. Xem cắt cửa hàng đồ chơi. Bò đi. Lúc mấy các nhân vật, các bạn trẻ đang tìm đồ chơi mới, bác thân muốn ra cái chỗ cầu thang và nhìn bên trên, nghe ngóng xem là cái phần này có tiếng người hay tiếng đi lại hay có bất kỳ động tĩnh gì không. Ở phía bên trên này, bác thân nghe thấy một số tiếng xì xào ở rất xa. Cái cầu thang này nó cao lên khoảng 2 tầng nhà, 6 mét, nó sẽ là 20 feet. Rất là dốc ấy. Và ở bên trên có một vài tiếng động vang vọng lại thôi. Bác thân roll một cái perception đi. Em, bác thân có thể phân biệt được những âm thanh này không? 17. 17. Bác thân nghe thấy một những cái tiếng người, nó rất rõ ràng là tiếng người nhưng nó hơi trầm một chút, hơi khó nghe, nhưng có một âm thanh rất quen thuộc, tiếng cụm ly tốc một phát rồi sau đấy là một tiếng rô rất xa. Còn lại thì bác thân không nghe thấy gì cả. Mấy đứa bên dưới xong chưa? Đang ngồi lại bên trên đấy xảy ra chuyện gì hả bác thân? Xong rồi có vẻ là ê, cái dao này là dao nhưng không phải là sắt. Nó đang đứng lầm bằng người ta. Còn cái dao này là dao nhưng mà nó lại cắm vào cái sọ. Em có rút được cái sọ ra khỏi cái dao không? Em rút. Yeah. Ai cản em được. Đã có đồ chơi mới. Mình xong, lấy xong các thứ rồi lên đây đi. Bác nghe thấy đúng rồi, cái bọn tà giáo kia đang ngồi nhậu với nhau ở đằng xa. Từ điểm này trở đi. Từ điểm này trở đi. Yên tĩnh nhất có thể thôi bác. Thế thì cháu nghĩ là để cháu đi trước dò đường cho. Cho khoảng 15 phút. Mọi người chờ đây một lúc được không? 15 phút là khá lâu để đi lòng vòng trong này. Bác, cháu có thể đi dò trước. Nhưng mà bác muốn cháu vẫn ở trong tầm mắt của bác. Nếu có vấn đề gì, bác và mọi người có thể phản ứng. Có thể là cháu đi ở một cái hành lang phía trước thì bác sẽ đứng ở cái chỗ ngoặt, chỗ rẽ của hành lang mà ngó ra, chứ không phải đợi đằng sau. Nếu mà bác thì ai đó kéo em qua nhân vật vậy em dính lời mình đô lệ rồi. Sai kéo. Mình sẽ chơi theo cái cách thức lén lút như này nhá. Nếu mọi người gặp encounter đánh nó trong hai turn mà chết sạch thì coi như không có âm thanh gì phát ra cả 12 giây.
Nó như là đánh rơi cái bánh xuống đất, trong 5 giây nhặt lên được ấy. Cái bánh vẫn sạch. Ok. Phải quá. Ok. Trước mặt em nói cầu thang đi lên đi xuống ấy. Đi lên đúng không? Đi lên. Hay là để giả sử, giả sử trong hai turn đấy chúng ta dùng Booming Blade hay Thunder Wave thì nó có không có tiếng không? Đoạn. Cái đấy thì nó lại có ấy. Ok. Nhưng mà mình phải, nhưng mà rồi, nếu sẽ như tùy tùy vào trường hợp. Ok. Đúng rồi, nhưng mà giả sử như mọi người dùng Thunder Blade nhưng mọi người kiểu kéo nó vào trong một góc nào đấy, một cái tủ hả? Đóng cửa lại, lúc ra thì không âm thanh gì ở đấy hết. Tại vì boom nó sẽ là đúng rồi. Cái mình mà let me cover for you xong rồi là ho cái lúc mà đánh giấm ấy. Cái áo choàng ra người. Ồ, cháu nghĩ chúng ta nên có một cái ký hiệu bằng tay cho trường hợp nếu như bạn cháu đây không thể quay về tiểu một ký hiệu được thì đừng cười, anh em cười theo. Em đề xuất ký hiệu như này. Các anh chị cũng hay dùng ký hiệu đấy. Đừng anh đần chị. Vậy là hiện giờ Nho sẽ lên bên trên một mình đúng không? Nho sẽ nói với bác thân là nếu mà cháu giơ một ngón tay thôi thì tất cả mọi người cùng đi lên. Cháu giơ hai ngón tay thì chỉ một mình bác đi lên, cháu cần giúp. Cháu giơ ba ngón tay tất cả mọi người lui lại. Ok. Nếu là 11 món thì tỉnh. Thì thôi xong, tất cả mọi thứ đều sẽ hủy diệt. Trời ơi. Lót đính xin. Mắt mới. Đáng sợ. Ôi ôi. Nho bước lên trên những cái cầu thang này. Cái tiếng nói chuyện nó càng ngày càng rõ hơn. Nhìn tiếp lên. Một ngã ba nữa. Khi đứng ở đây, em nghe thấy cái tiếng động đấy nó gần lắm rồi. 5, 10, 15. Một ô này mình sẽ tính là 10 feet nha. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Khoảng dưới 100 feet. Âm thanh đấy ở khoảng 35 mét. Em đây có biết được nó ở hướng nào không? Ở vị trí góc 5 giờ. Em ngó đầu vào. Đi thẳng hay đi xuống dưới? Đi thẳng. Đi. Đầu tiên thì là quay lại này, rồi cho bác bảo bác thần đi lên đi. Sai để nhân vật của anh cứ một ngã rẽ đằng sau nhau. Ok, you go first. Đi thẳng về phía đấy trước. Ok, em roll cho anh một cái perception đi. Oh shit. Nhìn nó về phía này. Ừ sao, sao căng thế. Meanwhile em sẽ bonding với hai bạn ở dưới kia. Em sẽ lấy tao lấy lên. Rồi, tôi phong rồi. Không được rồi. Rồi. Ở góc nhìn của bác thân không thấy gì cả. Ở góc nhìn của Nho xanh thấy tất cả mọi thứ. Nho xanh thấy mình ngã lộn nhào xuống một cái hố trông ở đây. Ngay vị trí đây. Xuống hố trông này. Em, cái hố trông này sâu 10 feet. Em, ở bên dưới có những cái cọc gỗ bót nhọn. Một đến sáu đam ngã. Em có thể lượt lách để lé cái đam này không? À, và roll cho anh một cái acrobatic đi. Đam ngã thì tính rồi. Còn nữa. Cố gắng đi. 19-20 thì không. Một đam thôi. Không ăn đam. 1, 2, 1, 2, 3. 17. Một nửa đam. Yes. 2D10. Mọi người lên cấp. Nho lên cấp 2 rồi đúng không? Ừ, 20 máu. Ừ rồi. Em mất 8 máu. 8 cộng 1 bằng 9 máu. Rồi. Em vừa hét lên như vậy á? Không, chà, không. Ok. Trên người Nho hiện giờ có giáp cụ gì không nhỉ? Có giáp không? Không. Nô lệ không có giáp. Tuyệt vời. Không có âm thanh gì phát ra cả. Một cái gọi là một cái chết từ từ nhưng mà kín đáo. Rồi em trèo lên. Chỉ 10 feet thôi. 10 feet. Không bắt rôn. Đau quá. Em không được. Sẽ lên được. Bây giờ bắt rôn rồi là ngã lại ăn đam tiếp thì thôi, mình không như thế, mình không sống như vậy. Bác thân ở đằng sau nhìn về phía Nho, thấy đầu Nho xanh ngóc lên một tí ti 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 máu trên người. Hô. Nho đang đi. Cho em tiếp tục đi anh ơi. Hiện giờ có cái hố ở đấy nhưng em biết cái hố tồn tại rồi, em có thể nhảy qua. Nó chỉ 10 feet thôi thì nhảy qua thôi. Nhảy qua thì bạn đã mất 9 máu. Qua ở đây có hai con đường,
một con đường xuống dưới. Em nhìn về cái phía này, có những cái cột nhỏ và slide zoom zoom out ra một tí đi, tầm nhìn của người ta to hơn như thế. Thế là em move hết cái đống token người kia ra chỗ khác đi, di chuyển thẳng ra ngoài map luôn đấy, nhanh vào, đừng để người ta, đừng để ai nhìn thấy. Ok. What? Anh ấy chóa rồi. Bắt không di chuyển qua tường. Được rồi. Ngay bị lỗi rồi này. Ok. Đằng trước này, em nhìn thấy những cái cọc gỗ, những cái cột ở đằng trước. Và nào? Ở bên này không có tiếng động gì cả. Âm thanh nó phát ra từ phía bên dưới này. Những tiếng răng ngập, cắn ngập vào thịt. Những tiếng rô rô rô. Sẽ bò từ từ lên phía bên dưới. Em đi xuống dưới, vẫn sneaky sneaky, roll lại một cái perception tiếp đi. Bây giờ thì mọi phòng trong đây, mọi người đều có khả năng là gặp cái thằng này một boss đấy, để nó sẽ gì rồi. Ui giời, may quá. Không gặp nhá. Sao nhạc chill thế? Nhạc nào? Nhạc của chị Đường đúng không? Chill thế. Nghe yên bình chứ gì nữa. Tầm này không lạc quan thì làm gì được nữa. Thế đằng trước là một cái tiếng và có những cái gọi là cái một cái asper gì đấy something được treo trên tường. Nó giống như là một cái phòng rửa tội của tôn giáo ấy, người múc nước giếng tưới lên đầu người khác cái kiểu vậy. Có những cái phòng ngủ nhỏ, tất cả đều có những chiếc giường gỗ nệm rơm, một cái rương đựng đồ cá nhân. Những cái thứ này đều mốc xì lên, nhưng có vẻ như chúng vẫn đang được sử dụng, bởi vì là không để mô tả làm sao nhỉ, nó giống như là không giống như là cái chăn vứt đi, mà là chăn ở trong mấy ký túc mấy thằng sinh viên ở bẩn ấy. Có dấu hiệu vẫn đang được sử dụng. Em nhìn xuống cái, em có nhìn xuống giếng không, em phải hỏi anh mới đã mô tả. Trước tiên thì quay ngược lại lại biết được quay rồi, căn phòng này là ok rồi. Thân đi lên đây rồi, nhảy qua cái hố, thân nhảy qua cái hố đấy, thấy bên dưới vẫn còn đầy máu. Cho là thấy ngã rồi đi, thấy nhon lại ngã rồi. Và bác cũng vẫy mọi người khác đi đằng sau, sẽ ở sau bác thân một ngã rẽ. Vậy mình sẽ đưa mọi người lên luôn. Đường, hay xếp, tuyệt vời, tất cả mọi người đều có bà ta, phải xếp hộ mọi người. Mình vẫn đang ăn táo một cách thầm lặng. Đừng ăn nhầm với mắt. Đừng đau hít vai dài, ăn nhiều tệ. Đừng nữa. Nhưng mà đến giờ rồi, đây. Đây. Cao Xanh sẽ bảo với bác thân là cái phòng dưới kia trông có vẻ khá là yên bình đấy. Chúng ta có thể đi di chuyển ra đấy trước để ngồi chờ cho yên trên. Là rẽ phải thì yên bình hả? Xuống dưới, cái xuống dưới là rẽ trái. Bên dưới là rẽ phải đấy. À ok, vừa rẽ phải. Ok, thiện phải hỏi lại tại vì cái cầu thang đi lên trên của bản đồ là cầu thang đi xuống dưới trong thế giới đó, thì phải hỏi cho chắc. Ok, em đi đường ngược lại là một thằng 2 mét, là một thằng không biết được trái phải thì em phải như thế thôi. Nhìn từ góc nhìn của Nho thì đúng là xuống dưới là bên phải. Em đi đường còn lại. Anh bắt đầu quá sai rồi, cho em đi đường còn lại. Là hướng 6 giờ đúng không? Nó sẽ mất chua. I need to... Never... Em cứu. Mẹ rồi. Anh ơi. Đường mà Nho đang nói là đường hướng 6 giờ xuống phía bên dưới đúng không? Ừ. Ok. Nhu câu. Ok. Có đường gì trong ngoan ngoan mèo. Đi Nho đi xuống đấy. Em nhìn thấy có 3 quả tà giáo đang ngồi ăn bữa tối của mình. Nhìn hé hé đây, bọn chúng đã cởi cái hoodie ra và em có thể thấy rằng ấy, để góc nhìn thấy mỗi tên thôi, nhưng nghe em thêm còn nhiều tên nữa, và lộ ra đằng sau cái hoodie là khuôn mặt của một con phu. Hả khuôn mặt của một con gì cơ? Khuôn mặt của một con em nghe nhầm đấy, con gì cơ? Con gì cơ? Gu không phải một gu, không phải con sen gà. Tôi phải con mà chị nghĩ đấy. Tôi cũng biết não của tôi. Cái bộ phận tự làm do nên nó lại em ngón nào trời đứng đặng lên cầm đúng chính tả nhá. Ok trời ơi, nét ra em lên cầm thêm cái gương. Bọn chúng
đang ăn cắp những cái miếng của những người xấu số lúc trước. Em sẽ tay bọn chúng thì có cầm một vài cái cốc bia đang chia với nhau. Buffet thịt người. Em sẽ hé đầu nhẹ ra để ngồi ngó làm ai nít một. Nếu em ngó đầu ra thì em roll cho anh một cái stealth check để advantage. Trời ơi, xóa tay, xóa đầu. Đề vệ. Wow, ngon. Em ngó cả người ra đi. Em đổ cái thằng trước đi, bọn nó không phát hiện ra đâu. Em đi thêm tiếp cũng được. Em đi thêm tiếp thì... Hòa đáng thật, trời ạ. Đây, không được. Do mô tả đi để anh Linh làm cho nó hợp lý nào. theo như lý thuyết thông thường thì vẫn chỉ là ngó đầu ra thôi, để đẩy cả người sang cũng hơi quá, ngắp đầu vì thế đầu. Thì em mô tả là ngó đầu ra nên anh mới cho em advantage đấy. Ừ thôi, giờ Nho thấy một đứa nào khác phòng khi nãy thì lại là đều theo zig zag thôi. Đi xuống nói chuyện bác thân, tiếp tục bản bản kế hoạch nào. Ở đi, giáp của bác thân nó giáp gì nhỉ? Nặng. Ui ai à, bác thân này ở trên, ở dưới kia thì không có đứa nào cả, bây giờ trên kia thì lại có ba thằng. Bác nghĩ là ai trong mấy đứa nhóc kia đi lên trên kia ám sát chúng nó được, hoặc là mình tránh nó ra. Chết rồi, con đường có nghe thấy không? Con đường nghe thấy không? À, tùy. Con đường nghe thấy không? Muốn nghe nói thấy bé không? Mà nói bé mà những âm thanh mà thì mình thôi. Nghe thấy là tiếng gặm táo của nhau, không nghe thấy nói gì đâu. Cái bọn kia ngồi vừa ăn vừa ngồi chửi rủa nhau nữa. Đây đúng như chỉ đang thì thầm với bác Thiện thân để bàn bạc kế hoạch thôi. Ê, mùi thịt thơm quá. Mình tưởng tượng quả táo này là thịt là được mà. Mấy anh chị cũng hay bảo thế. Mùi thịt ngon quá, cần miếng táo. Nhưng mà nó ăn thịt người đi em. Nhưng mà em đâu đúng biết à? Đâu. Ừ, mình không biết đấy. Bọn em chưa từng ăn thịt người để biết thịt người vị như nào. Ê. Trần cộng đồng ạ. Em vậy đường bên trên còn hướng được đi đâu không, còn rẽ được đi đâu không? Vẫn chưa, cháu không nhìn rõ ấy, tại cái đường nó khá là hẹp, cái đường đi của nó đường zig zag cơ. À rồi, nói chung là... ý bác là đường hướng 12 giờ à? Không. Đấy đúng nghĩa chỉ là một căn phòng ngủ thôi. Anh nhìn từ chỗ này nhìn sang có vài chỗ rẽ mà, rẽ sang phía buồng ngủ đấy, là các buồng ngủ khác nữa chứ không đi đâu nữa. Nho xanh chỉ ngó vào như thế thôi, nhưng xanh thấy toàn bộ phòng ngủ á. Còn trong đấy có cái hốc nào không thì không biết. Một cái cầu thang này em. À phòng ngủ. Anh đưa cho em nhìn lại đấy. Xài ơi, kéo sang, xài ơi. Xài kéo mát, tivi. Đây. À zoom out ra một tí, nhìn nó dễ. Ok, nó có đường. Nó có đường đi, ủa đường đi lên rồi đi xuống mày. Đi xuống rồi đi lên. Nó thích thế. Nhưng mà cứ chạy lên chạy xuống thập thò đấy. Anh phải, à, chị phải. Còn một đường. Anh chị. Vậy đi đường đấy đi. Còn một đường đi lên nữa. Vậy đi đường đấy đi. Anh nghĩ cứ tránh là tốt nhất. Thế thì Nho xanh sẽ tiếp tục đi sang đấy vậy. Trời ơi, anh Linh ơi, cho em đi xuống lại. Khi Nho đi xuống lại, nhiên, Nho, lúc Nho đứng ở đoạn này, thì bác thân cũng bắt đầu tiến vào đúng không? Bác thân sẽ ở cái chỗ chuẩn bị rẽ. Bác thân tự di chuyển được đúng không? Mọi người còn lại. Em ngó xuống cái giếng ơi. Ê, cái quan, ê bác thân, bác quên gì không? Bác chưa bảo mấy kia có cái trong, không biết nhìn thấy không nhỉ? Lúc em nhìn xuống cái giếng, em nhìn thấy một bộ xương. Ở bên dưới bộ xương này mặc một bộ trang phục của người hầu. Em dụi mắt một cái, bộ xương nó trở lại, nó lại biến thành hình của một cô gái. Cô ấy nhìn lên chỗ em. Cái này thực sự không biết nên phản ứng như nào luôn, nên lần đầu nhìn thấy ma. Nó xanh sẽ lùi lại đi, thôi không, thôi tốt nhất lên bể người ta làm ở đây riêng tư của người. Thôi đi tiếp. Nho sẽ chạy ra bảo vệ bác thân là... lúc em nếu em chạy ra quá xa khỏi cái giếng thing happen, nó tầm khoảng 10 giây nữa sẽ có gì đấy xảy ra. Nho xanh thế thì cúi xuống. Em chào chị hôm nay ổn không, ở giờ đấy có mát không chị? Đấy, đài bắt đầu đu lên trên bằng cái dây của cái gầu đựng nước. Lúc đài đang nằm ở trên cái xô mà cái gầu nước ấy, bây giờ bà đu lên kiểu người lắc như này. Cái gì đây? Bà chui ra khỏi cái miệng giếng đấy, người kiểu nước nó chảy ao xuống một lát, rồi là tất cả khô ngay lập tức. Bà nhìn nhò cái, ai đây? Ta mới gặp mày lần đầu. Em là người mới đến chị ạ.
À ta nhìn nho khèo khèo mặt nho cả tươi đấy mà thôi muộn rồi ta phải đi dù còn ngủ à ta chính là cái bóng ma mà mọi người đã gặp đấy. À ta tỏ ra không nhớ để nhớ gì về những cái lần gặp mặt trước đây cả. À, và ta bắt đầu tiến đến chỗ bác thân nho chắc vẫn đang đứng hình. Em thực sự đứng hình. Mới muốn gì đứng cầm cái khiên giơ trước người à, chỉ một muốn gì ạ? Lại thêm một đứa nữa người lạ nhỉ? Đâu ra đây để ta đi gặp con của ta được ở bên đó rồi. Con ma đi về hướng nào? Con ma nó sẽ đi về hướng của những cái con ngu đang ăn. Fuck. Đường đấy sẽ đường đi lên nó sẽ đi qua đây và nó đi qua chỗ của bọn trẻ con. Nó quay sang nó nhìn lắm trẻ con như này, nãy một đứa giờ lại thêm một đống đứa. Bác thân bác ấy không để nó đi qua người nhé, mà bác ấy sẽ bước lùi lại khi mà nó tiến đến, để mình ở giữa con ma và bọn trẻ. Đường con ma này đi xuyên được vật thể nên là bác có cản nữa thì nó cũng sẽ đi qua thôi. Không cố cản nhưng mà lùi khi mà nó tiến. Ý là đến cái đoạn này này, đến cái đoạn mà đang start ở đây rồi này, trẻ con người lớn một đống này. Mọi người đấy, mọi người sẽ muốn làm gì thấy nó như nào. Em đừng đi pause thưa mọi người. Anh kiểu Hải Đường có nhận ra nó là cái con ma mà đúng là xì bùa đuổi cái con ma thứ hai, ma đàn ông ở dưới tầng hai không ạ? Nó là con ma người hầu ấy, cái con người hầu mà đu cái nôi à, con người hầu mọi người chưa gặp bao giờ, nhưng mà lúc mà bị mọi người đánh, mọi người đang bị thằng thủ đánh thì con người hầu bước ra nó chào ông chủ một cái, mọi người đã thấy mặt nó lúc đấy. Thì Đường có nhớ không, đấy là flavor của Đường. Nhớ đắc thân nhưng mà chắc nhớ đúng rồi, nhưng mà em sẽ nghĩ là Hải Đường nó sẽ không biết là con này làm gì mình đâu. Nó lúc đấy em nghĩ nó sẽ tưởng tượng là con này cứu nó, nên nó sẽ vừa túm vai Yuki nó vừa vẫy tay chào. Yuki anh chị bảo là không được nói chuyện người chết. Nhưng mà nhớ người ta đang sống thì sao? Nhưng mà ai sống ở trong như thế? Thì mấy đứa bạn mày bảo gì? Chết rồi à? Anh nói chuyện như ma ấy anh ơi, em không nghe được thật. Bọn mày bảo gì? Bọn mày bảo tao chết rồi á? Tao chưa chết. Còn tao còn chưa lớn nữa cơ mà. Đấy. Cái đường nó cứ đấy em... Cắt sai lần bằng tay. Mang thân sẽ... Okay. Đưa tay ra chèo miệng cái đường và đẩy tất cả mọi người dịch ra khỏi cái chỗ cái đường đi của con ba. Ừ. Tân cũng né ra đúng không? Nó sẽ đi qua ra. Đây nó sẽ đi qua đến bức tường này, nó đi xuyên cái bức tường này. Khi nó đi qua thì đi nhanh lên hướng kia, hướng ngược lại. Ok, tạm biệt. Bye bye. Lúc này mọi người có thể trước khi quay về con đường đấy, bác thân có thể nghe thấy tiếng của mấy con khu bắt đầu body shaming đấy, là người hầu kia, là những thứ mà lên internet không nên nói nên mình sẽ không nói. Ok à, tiếp tục nào. Tiếp tục nào. Okay. Sai ơi, đổi góc nhìn sang em cái. Em sẽ vỗ vào vai của Hải Đường cái. Đã bảo là các anh chị dạy là không được nói chuyện với ma rồi cơ mà. Thì nhớ đâu ấy. Thôi cái chẳng có làm gì mình đâu. Các anh chị, cậu phải nhìn hai bạn như kìa. Các bạn đấy kìa. Ừ. Quên, chưa kéo khóa. Chuyển sang bên nho đi. Thôi, cho em đi tiếp nào. Nho, em không cháu ổn không? Này đâu. Nho, cháu ổn không? Nho xanh mặt trắng bệch, quay đầu lại nhìn với bác thân. Thôi, cháu ổn thôi, đi tiếp nào. Cháu muốn để bác đi cùng cháu ở phía trước không? Nà, không sao, bác cứ chỉ đường cho mấy đứa nhóc đi, để cháu đi một mình rồi. Đi ạ. Sai ơi, kéo hộ cái. Đi hướng nào nè, chọn đi. Còn đúng một hướng rồi mà. Đây, à, bên đây. Là cái gì nhìn quen quen lắm. Nhìn quen quen lắm, phải lùi lại. Quen. Quen. Trời ơi. Lúc này, ở trong căn phòng, trước mặt, Nho nhìn thấy người bố đang... ngồi đang đứng bên cạnh bàn có bốn, có cái bàn nhỏ và có bốn cái ghế. Trên mỗi cái ghế có một người cu tí. Bọn họ có vẻ như vẫn còn
là người sống và ông ta đang làm một cái lễ gì đấy có những người này. Thứ ba lập tức lui lại, đường này là đường đường này, đường này không thông rồi. Ác thân ơi, đi đường còn lại, đi đường còn lại, đường này không thông rồi, đường này là cái con ma lúc nãy vừa đấm với cả lũ tí hẻo ấy. Vậy thì mình đi đấm nhau với ba cái đứa đường kia à? Đấy là cách duy nhất rồi. Nhưng mà hình như ở kia có đường kìa. Thôi Yuki chỉ ra hướng 9 giờ. 9 giờ. Anyway, mình sẽ nói là, mình sẽ nói với mọi người một chút. Ở trong đây sẽ có những cái đối tượng nó có thể di chuyển. À. Thì cứ mỗi lần một người ra khỏi một căn phòng lớn ấy là phải đi qua hành lang hoặc đi lên cầu thang, thì mình sẽ di chuyển những đối tượng đấy một lần. Thì những đối tượng đấy là ai? Ví dụ như con boss, ví dụ như con ma kia, thì đấy là những đối tượng lớn. Một lượt nó cũng sẽ di chuyển một phòng. Nếu mọi người di chuyển thì nó mới di chuyển. Còn nếu mọi người phá trong căn phòng đấy thì sẽ không có gì xảy ra cả. Kiểu vậy. Có thể bọn mình cố tình đợi nó di chuyển rồi đi tiếp. Cố tình đợi. Được. Thì nó là mọi người sẽ là đợi một tơn, mình sẽ cho nó di chuyển qua. Ở đây trông có vẻ nhiều thứ hay ngó qua đường thôi. Này Yuki đừng ngó. Thôi để giờ đi đập hòm rồi. Đi mở quà ra. Lút hòm. Lút đừng ngó đi. Có ai có chìa khóa không? Để em run thử xem có được cái khẩu súng VIP không nào. Cần chìa khóa, chúng ta có chìa khóa này nữa. Thôi. Chúng ta cần chìa khóa yên lặng hơn một chút. Ừ, thân bác muốn kiểm tra cái phòng này. Ừ, bác nghĩ hiện tại tiền thoái cả lưỡng nan mà mình đang ở trong cái nơi có nhiều hòm, có thể xem là có đồ gì dùng được không. Hy vọng có thêm chút vũ khí bọn này cất đấy. À, còn đúng một cái lock pick, tôi có khi phải dùng tay phá hòm thật đấy chứ không phải lock pick được đâu. Let me do it for you. Ngồi đấy cho. Để nho xanh thấy cho chị thấy thế nào là sức mạnh bình thường quyền. Lắp pick. Có một cái thôi. 1, 2, 3, 4, 5. Đến theo chiều kia đồng hồ. 1 đấy nhá. 1, 2, 3, 4. Em muốn lắp pick cái nào? Nho xanh đấm tay không được. 1, 2, 3, 4, 5. Theo chiều kia đồng hồ là từ cái nhà nào từ bên trái nhất hả? Từ anh đếm. Linh vừa ping cái bên trái, bên phải, bên dưới. Là 1 theo chiều kim đồng hồ. Từ cái đấy à? Là từ bên trái đúng không? Góc trái đi lên. Ok anh, tại vì cái lúc mà anh nói với cái lúc anh Bình nó delay một giây á. Ok. Anh Linh ơi, anh có thể picture. Em nói đi. Lock pick không? Cái lock pick, cái lock pick vô hạn được không? Trời ơi, có đúng một cái. Được. Yeah. Vô hạn đi. Bây giờ đi. Em sẽ lock pick cái đầu tiên. Cái thứ nhất. Cái thứ ba được không? Em Yuki đang nhìn thẳng đó. Cái là gì? Intimidation nó à? Em mày có mở đâu? Không mở đấy. Đây 20 5 1 2. Ui giời, ok, vừa đủ, may quá. Chưa đủ. Phải. Dương thì xịn đấy. Bóc cái dương đầu tiên của em bị kẹt lại rồi. Bác thân ơi, cái dương này. Anh nói tiếp đi. Cái dương bị kẹt nhá thì sẽ không dùng lockpick lên nó được nữa. Thôi. Bác thân ơi, cái dương số 1 này chắc quá, bác thử dùng tay không, bác xảy ra xem nào. God of War time. Có là thể làm mà nó bớt gây tiếng động cho các phòng bên cạnh được không? Thử chùm chăn lên xong đấm xuống. Đóng cửa lại. Có như cửa để đóng lại không? Đóng cửa đâu, không có cửa. Thực ra thì nếu như làm rèm cửa hoặc là chùm lên, nó đỡ tiếng thật. Lấy cái chăn ngay đấy. Giơ tay xong xong, sang một dương. Thôi, em sẽ đi sang dương thứ hai. Cái dương này bự cỡ bao nhiêu vậy anh? Cái đấy nó sẽ tầm 1m x 40cm. Bằng cái quạt sau lưng anh không? Rất là thực tế. Em visual learner anh ạ. Ý là bằng khoảng cách, bằng khoảng cách cái tường chống giữa cái quạt và cái rèm. Dương thứ hai cũng tạch rồi nhá. Ý là đến dương thứ ba. Nếu bây giờ mình lấy cái chăn ra gối nệ mình bọc nó lại xong mình đợi anh xuống thì nó cũng sẽ đỡ tiếng rồi đúng không? Tại lúc ở lâu đài em đập ống heo cũng vậy mà. Có đỡ tiếng. Anh confirm rồi. Yeah. Em bị điếc rồi nè. Bác ơi, cái dương này chắc quá. Nếu bác thân trùm chăn lên dương xong rồi đập hoặc cạnh. Ô hạn lockpick. Anh đốt đi.
không được vô hạn lắm anh nó tiêu. Bác thân có được vô hạn đấm không? Chắc là được đúng không? Được. Vô hạn lốc với cột nhỏ xanh. Nào, mà không thể cái cuối cùng cũng tách được. Hải Đường làm đi. Em sẽ hỗ trợ Hải Đường để cho Hải Đường làm Adventist. Ôi giời ơi, phải thế. Bác thân kiểu... À không, bác thân đấm được. Cái số 2, số 3, số 4. Kẻ là tay chó. Rồi rồi, vừa khít. Vừa khít 5 cái. Mọi người, sau khi kiểu rất vật vã lại, tiếp tục là đối thủ lớn nhất. Đó là những cái đồ ở trong phòng. Sau cái màn combat căng thẳng với những cái lưng gương thì chúng ta tìm được. Tiền thì mình bỏ qua nhá, nó sẽ không giá trị lắm. Trong ngoài tiền và những cái đồ trang sức, mọi người có tìm thấy một cái bịt mắt da màu đen. Trên bịt mắt đấy có một viên đá quý. Mọi người có một cái thanh kiếm ngắn bằng bạc và một chiếc lược ngà. Em sẽ làm cái này để thể hiện là tình thương mến. Em sẽ lấy cái chiếc lược ngà xong rồi em mang ra chỗ của Istep, xong em sẽ đưa cho Istep cái này cho có vẻ hợp với cậu này. Ai là thank người quả sao bạc, quả sao bạc cái tẩm nước thành không trời ơi. Istep nhận cái lược có hơi ngạc nhiên là cảm ơn, nó đúng là cái mà mình sẽ thích. Ý nhiên là tốt hơn quả táo lúc nãy. Nhưng mà táo ngon mà, nhưng mà đằng kia còn có cái che mắt đen đen với lại cái đá nữa. Cậu có thích mấy cái lớp lánh? Tôi thấy người giàu hay thích mấy cái lớp lánh. Tôi cứ điêu đầy ấy. Mình có confirm được cái này không? Cậu nghĩ sao mà đồ lớp lánh? Hả? Cậu nghĩ sao mà đồ lớp lánh? Anh Linh ơi, em sẽ lấy thử cái con dao chọc nhẹ vào đầu ngón tay em nó có sắc không và đeo thử cái bịt mắt lên. Những đồ lấp lánh chưa chắc là có giá trị, cũng có những phép khiến đồ lấp lánh mà nó chỉ là rác hay gì đó thôi. Cái kiếm ngắn dùng được. Hai bạn này thấy mình nói rồi. Bác thân, cái kiếm ngắn trông xịn phết này, bác xài thử đi. Đang thấy có hai cuộc nói chuyện diễn ra, mọi người muốn giải quyết từng cuộc nói chuyện một không? Mình nghĩ là hãy để Sài và Sương làm nốt cái scene đấy đi. Sau khi mà Istep bắt đầu cầm cái lược, lật qua lật lại nhìn, tỏ ra thích thú thì Yuki sẽ chạy ra quay quả đường. Thấy chưa, mình cũng làm bạn được với lại cả mấy người giàu giàu ấy. Có phải là suốt ngày như đàn anh đàn chị nói là phải chạy đi mất đâu, không người ta chặt đầu. Người ta cũng thân thiện đấy còn gì. Thì bây giờ đầu mình đã rơi đâu, thế là được rồi. Xong rồi nó sẽ quay sang mình với sếp. Thế thì chúng ta là bạn. Đúng rồi, chúng ta là bạn. Yeah, chúng ta là bạn. Mình cũng bị chạy hai đứa kìa. Ba, anh bắt mình đi sếp. Ba đứa rồi. Ba tan. Thì nói trong tình huống này có bạn được là chuyện tốt, còn hơn là một mình. Đúng rồi, chúng ta là bạn. Yeah. Yeah. Tao muốn đứa con đi bắt đầu cầm tay nhau. Mày giỡn. Trong cái nhà ba. Em đỡ quá, em sặc phun nước đầy màn hình em rồi. Okay. Không, mấy thứ sơn nói đi. Mấy thứ lấp lánh đấy có lẽ là người không có mắt sẽ không nhận ra nó là đồ rẻ hay không, nên có lẽ cầm theo nó có khi có ích. Cầm theo đi lấy cái lấp lánh. Nhóm sẽ chạy ra chỗ bác thân với lại nho để nhón tay lấy cái bịt mắt đen lấp lánh. Nho thấy đường lại đây, em muốn lấy con dao lấy cái bịt mắt. Em cũng có dao mà. Nói em cũng có dao này. Lấy cái dao và cái đầu chuột ra. Rồi cái bịt mắt đấy, thế làm gì nào? Bịt mắt sẽ lấy cái bịt mắt thử về... đặt. Từ đấy, bác thử đi. Bác thân đặt thử lên mắt xem là nó có ma thuật gì không. Hợp lý. Em trước đưa cho trẻ con. Có chưa gì bác thân đã buồn ngủ rồi. Đó. Bác ổn đâu, bác có thấy gì ngoài màn xương đen? Anh Linh đã chạy ra giường nằm chuẩn bị đi ngủ. Oh my god. Bác không thấy gì cả. Bác thấy một màu đen. Điên. Bác khi nghe khi nghe Minh nói sẽ giả vài tiếng khò khò. Bác thân cũng bị hòa tan rồi. Ôi không, bác sợ. Nhưng mà ý là cũng buồn ngủ á, mình ở đây lâu quá rồi.
Đằng kia có mấy cái giường ấy mọi người. Tôi tỉnh dậy. Người đấy cậu ngủ chưa đã? Mình thấy ngủ đã lắm. Cái lúc mà người ta bom cái xong mình mở mắt lại thấy ở trong nhà Lào ấy. Đã lắm. Thì đấy là ngất nhà. Đấy phải ngủ đâu. Ngất tùy. Ờ bình thường mấy anh chị, đàn em đàn chị toàn bảo là ngủ ngất thôi còn thì ngủ say quá khó khó. Mà không nghĩ đây là chỗ tốt để ngủ. Đằng kia có cái thằng nãy đánh mình tụt quần. Còn hướng còn lại có ba con xác sầu và con ma. Bây giờ Yuki mới biết ở xung quanh nhiều thứ như thế. Đúng rồi. Chẳng nói biết. Mà em cứ nghĩ là cháu cứ nghĩ đây là nhà của mình ấy. Mình đi lang thang trong này. Ủa nhưng mà sao trong nhà của mình lại có chuyện gì lạ cái em có một cái thắc mắc là bây giờ mình vẫn đang trong cái phạm vi của căn nhà đúng không? Đúng rồi. Nên là mình vẫn không có cái suy nghĩ là mình muốn ra khỏi đây đúng không? Đúng rồi. À, buổi trước mới có đoạn mà Bắc Thân đi ra cái chỗ và đổ đổ sau Bắc Thân kiểu sao mình lại đứng ở đây nhỉ? Bắc Thân nhưng mà kiểu em biết đây là nhà, cháu biết đây là nhà của mình nhưng mà ở dưới này thúi quá à, mình đi lên được không? Ừ. Mà nghĩ là ít nhất mình vẫn nên ra khỏi chỗ của cái bọn nguy hiểm này. Thế là tại sao trong nhà của mình lại có mấy cái thằng đó? Cháu nhớ là ba cháu cũng giao du với nhiều người nhưng mà cũng đâu giao du với mấy người giống vậy đâu. Bác thấy cái tên lúc nãy đánh mình có bộ dạng giống của Lusker, chỉ là có phần bị biến dạng rồi thôi. Không, cháu không nhận ra. Mình chớp mắt kiểu con người cũng có thể bị biến dạng đến vậy ư? Gaps. Tôi nghĩ hắn đã biến dạng kinh lắm là cậu chưa thấy mấy người mà bị bổ vào đầu với cả Fireball, bùng bùng bùng. Cái đấy là dọa người ta đấy, không được nói thế. Ôi, tớ xin lỗi, tớ cứ tưởng là ai cũng biết. Sợ, bà nghĩ cái ông chủ nhà này và có thể cái đoàn lâu la nhà ông ấy đã làm một cái xin một cái năng lực gì đấy. Hoặc là phạm quý phải người không nên phạm quý. Nên là đã thành như thế này. Nhưng mà không có ích gì suy nghĩ về việc đấy nhiều cả. Bà biết là chúng ta cần tránh bọn chúng. Đánh nhau với cái tên Lusker đấy thì chúng ta đã thử ở trên tầng rồi và kết cục không được hay ho. Phải nhìn sang Iset vẫn còn đau. Mấy Iset nói đau nó xét đưa tay vào trước để nó xoa xoa mà nó tác dụng mấy không. Mấy lần bạn này xoa xong rồi là nó có kiểu ánh sáng hiện ra các thứ là hết đau luôn ấy, hay lắm. Đó. Nó đang cố gắng mô thả lại cái Yulimun. Trong thời gian này bác thân muốn ra nhìn lại căn phòng ở phía bên phải xem là trong thời gian vừa rồi bọn chúng đã di chuyển chưa. Tại bọn chúng di chuyển và kể cả lúc mà nói chuyện trong phòng này thì cũng bác thân cũng dẹp mọi người vào một cái chỗ, một cái giường nhỏ chứ không phải đứng chỉnh ảnh ra ở giữa phòng. Bọn chúng tầm khoảng 10 phút vào đây đi. Dẹp vào sau khoảng 10-15 phút bác thân quay trở lại, không phải là quay trở lại mà bác thân sẽ đứng ở đấy đợi. Thì sau khoảng 15 phút, cái tên chủ nhà này sẽ cầm dao và sẽ lấy đi một lượng máu của những người trên bàn. Hắn ta uống lượng máu đấy, sau đấy là cắt máu của mình và đưa cho những người kia uống, rồi hắn ta bỏ đi. Những người trên bàn bắt đầu kiểu ngồi im một chỗ cầu nguyện. Tầm khoảng 5 phút sau, họ bắt đầu co giật ngồi im. Họ cứ co giật như thế ở trên ghế đâu. Nếu hỏi như là nếu thiện muốn hỏi là bọn chúng như thế trong bao lâu thì trong khoảng ít nhất nửa tiếng nữa bọn chúng vẫn giữ nguyên trạng thái đấy, kiểu nhắm mắt và tay chân bị cứng đờ. Cái thông tin đấy có thể là hơi meta một tẹo, nhưng mà tiện nghĩ là đợi thanh niên chủ nhà đi thì sẽ bảo mọi người di chuyển. Ok. Khi mà chủ nhà đi thì sẽ cùng với nhau tiến vào trong cái căn phòng mà có mấy đứa trẻ con đúng không? Cũng trẻ con đó. Bọn chúng là những đứa thanh niên tầm khoảng từ 10 đến 20 tuổi quanh đấy. Thanh thiếu niên. Khi bọn chúng co giật, bọn chúng nhìn thấy mọi người chỉ có đôi mắt bọn chúng di chuyển được thôi. Còn cơ thể thì không cử động được. Trời ơi. Bọn chúng có lườm mọi người trong vô vọng. Đợi khoảng ok 5-10 giây thì đấy bọn chúng cũng hiện tại không hét, không nói gì đúng không? Đúng rồi. Ok. Xem nào. Thôi thì theo kiểu câu hỏi yes no vậy.
Bác đang nghĩ là bỏ qua đi tiếp. Yuki sẽ thử làm cái mà các đàn anh đàn chị cũng hay làm, nếu như có người cô dượt ở trại là nó sẽ cầm tay một người xong nó sờ chán xem có sốt. Đường rũ Yuki ạ. Không, sao bảo không có chuyện với mẹ. Nhưng mà bọn này trông nó giống ma thôi, nó giống mấy đứa hay thỉnh thoảng bị co giật giống ở trại. Mà máu nó chảy từ lửa kìa. À ừ, ừ, à, không thấy không ơi, oh my god. Nó test thử con dao lên người bọn em nhỉ. Có đứa nào trông già hơn đứa nào không anh? Nho, cứ kệ chúng nó đi. Sao phải quan tâm làm gì? Cảm giác là cho mấy ông này đi giải thoát cho bọn họ. Bác không nghĩ là bọn họ muốn được giải thoát, bọn họ đã uống máu của tên chủ nhà rồi mà. Ủa thế chả phải trước khi mấy chúng bọn họ có chúng có đến bọn để giết luôn có phải tốt hơn đâu. Nhưng mà xem nào, 1, 2, 3, 4 có khi nào lát nữa chúng nó sẽ là bốn cái đứa mà mang về mà cái gì mà lúc mà mình ở dưới trại giam rồi có ông bảo là cái gì mà 5 đứa ngày hôm sau. 5 đứa hôm sau là chúng ta đấy. Lại đến 1, 2, 3, 4, 5 sáu. Ai đang sử dụng tên cái logic gì vậy? Anh cũng không hiểu. Tên đây, Yuki đang đếm 1, 2, 3, 4, 5 rồi 6 có chỉ là đó. Ok. Nó chờ mình ra. Tên chủ nhà lại đi. Tên chủ nhà có vẻ là đi về hướng bên dưới nữa. Đúng thế, vì đi lên bên trên thì đã gặp mọi người rồi. Ok. Lần mò trong căn phòng này xem còn chỗ nào để đi nữa không. Có vẻ là không. Căn phòng này nó giống như là cái căn giống như là một cái phòng ăn cho con người với đồ ăn bình thường, một vài cái chỗ ngủ thì nó không có giường đâu, nó bằng những cái đệm rơm thôi. Những cái giường ở đây cũng hơi mốc một chút, giống như là những cái giường ở bên kia. Có vẻ như những người ở dưới này cũng không được vệ sinh cho lắm. Có một cái chum những cái đồ ăn thiện và bác thân có thể ngửi trong đấy thì thấy đồ ăn hơi thiêu một chút, có mùi thiêu bốc lên. Có vẻ bọn này sống cũng không được đàng hoàng đến vậy. Tất nhiên là ở dưới này không đàng hoàng gì rồi, nhưng mà ít nhất phòng với cạnh còn có rửa. Đang nói thêm với Nho, với Yuki chắc đúng đấy. Thôi, Nho Xanh làm việc của Nho Xanh nào. Em đang cầm đấy. Con dao đúng không? Rồi thì ít nhá. Rồi thì nếu mà mấy đứa này đã uống máu lần kia rồi thì có tiền thì có nghĩa bọn ấy cũng sẽ trở thành mấy rồi. Mấy đứa giống mấy con gô. Ơi, xử lý nào. Anh ấy bảo xử lý rồi, quay mặt đi mọi người. Quay mặt đi. Mặc thân sẽ đồng ý. Nhanh con lẹ, cháu đi là đâm thẳng vào tim đi. Ra đi rất là khoan, đỡ đau khổ. Mình đang bày về cách giết 4 người kia hả? Đúng rồi. Đúng. Tại sao mình phải giết 4 người đó? Vì có thể mấy đứa này sẽ trở thành đồng bọn của con ma vừa hủy diệt cả lũ ở hôm trước. Thế là... Như Yuki sẽ đặt hai tay vào vai của Minh, nói là đôi khi chết cũng là một sự giải thoát. Cậu nên hiểu điều đấy. Đối với bọn tờ, cậu mà sống... Chúng ta đâu phải là Chúa Trời để mà quyết định sinh mệnh của một ai đó. Nhưng mà cậu nhìn người ta kìa. Sau rồi nhìn mấy thằng máu chảy ra từ mồm. Cậu nghĩ là tiếp tục sống như vậy thì có ổn không? Mình nghĩ mình không phải là người nên đưa ra lựa chọn. Anh Linh ơi, cho em xử cả 4 đứa nha. Ok. Mình đứng ướp mặt vô góc. Mình à? Như kỳ vẫn sẽ vỗ mình. Em có thể xử hợp bọn chúng mà không có nhiều cái vấn đề gì xảy ra. Ok, đầu tiên thì em sẽ một phát vào tim này. Xin luôn 4 cái thủ cấp. Hải Đường nó vẫn đang nhìn và nó không biết nó nên ủng. Nghe nó sẽ ủng mặt vào thiệt. Có 2 đứa ủng mặt vào thường. Ok. Và giờ em đã định em lấy 4 cái thủ cấp của nó. Em cầm đầu luôn. Một thằng bé 10 tuổi đi chặt đầu 4 đứa khác và lấy cầm 4 cái đầu về. Có chắc không? Anh nghe. Yuki sẽ ra nói với lại cả nhau xem. Các bạn anh đàn chị cũng nói là cần có nghi lễ hỏa táng. Nếu không thì có thể trở thành undead ấy. Hay là để em đọc kinh thử cho. Hồi trước em cũng tham gia một cái đám tang, xong rồi là các anh chị đọc kinh em nghe lén được. Chắc là em sẽ nhớ. Thử đi, để em đọc thử đi. Làm tất cả bọn gì mà bọn này ngay cả khi chúng nó hồi sinh dậy không phải là ai được đồng đội mình được. Em được history check xem em có đọc còn đúng không. Em Rony. Wow. Cậu không. Nó đọc đi. Chỉ là quên chỗ không nhớ nó chứ.
Umelashibua. Nó đúng như là một bài hát tiếng Phạn nhưng mà em hát bằng tiếng Anh vậy. Lời bài hát không có một ý nghĩa gì hết. Nhưng em rút một cái performance đi. Flavor tí thôi. Mọi người sẽ không phát hiện ra được đâu. Từ nhưng mà Yuki kiểu đọc câu nhớ câu quên. Giá trị an ủi. Giá trị an ủi thôi, ít nhất thì như thế thì khiến nho xanh tim, nho xanh chỉ làm phát vào tim thôi, nho xanh không làm phát vào đầu. Bác thân sẽ, nếu bạn thấy nho xanh tự lo được, bác thân sẽ đứng chắn, không để bọn trẻ con nhìn. À, một cái gọi là lễ cầu siêu hơi xú một tí vừa được em diễn ra. Em nhìn lên bàn thấy những gì? Em nhìn lên bàn á, trên bàn có đồ ăn thừa còn lại những người vừa mới bị em giết xong. Thử kiểm tra cái đĩa đồ ăn đấy xem như nào. Bọn nó gồm có những cái thứ đồ giống, nó có bánh mì, phô mai, nó không và nấm và một ít thịt không rõ là thịt gì. Từ phần thịt còn khá tươi ra, những cái còn lại thì có mùi hơi ôi thiêu, hơi ôi một tí. Anh nghe không rõ, em nói lại được không? Em sẽ cắt đôi kiểu cái bánh mì với cả phần thịt ra. Ừ. Ok. Ba. Chỉ là đống đồ ôi thiêu thôi. Nãy giờ trong căn phòng này bác còn thấy những cái gì nữa? Đồ ăn và những chỗ ngủ không được vệ sinh. Còn về đường ra thì chỉ có một đường tiếp tục này. Tên chủ nhà vừa bước qua đấy. Bác thấy nó là một cái cầu thang đi lên. Bác nghĩ có thể là đường chúng ta cần đi. Không chắc nữa. Còn mà lúc nãy cũng còn mà lúc nãy con đang tìm đường đi lên nhưng nó lại đi đường còn lại. Cả hai đường đều có đường đi lên nhưng vấn đề là bác nghĩ là chúng ta đi đường nào? Cháu nghĩ thấy đường bên kia phải an toàn hơn đường bên này. Chiến đấu. Nhưng mà ít nhất cũng phải, nhưng mà ít nhất cũng đỡ hơn là phải gặp cái con ma chết tiệt kìa. Bác nghĩ là chúng ta đi đến lúc nhìn thấy tên đấy. Nó nghĩ thế nào? Thế thì bác hãy che mắt mấy đứa bé cho chúng nó đi trên này đi. Cháu sẽ đi trên kia trước. Cháu muốn đi đâu? Che mắt mấy đứa này. Đi đường ra lên trên thôi. Của cái phòng này. Lên trên là hướng nào? Hướng phía dưới, anh ơi. Hướng lên mấy giờ? Trên ý. Hướng mấy giờ? Hướng mấy giờ đi? 8. Hả? 6, hướng 6 giờ. Ok. 6 giờ. Rồi. Rồi, vẫn tiếp tục lén la lén lút. Phải kéo hộ nho đúng không? Chị... Ôi trời ơi. Chúng ta đang đứng ở cái chỗ ngã tư đằng trước này. Đang, hắn ta đang làm một cái, gọi là, nó sao nhỉ? Một cái, một cái... À, mình quên mất từ đấy gọi là từ gì rồi. Ở trong các nghi lễ, các nghi lễ thì gọi là gì nhỉ? Một phần của nghi lễ. Ritual. Thủ tục. Ritual đúng không? Ritual. Hắn ta làm một cái ritual gì đấy. Sau đấy, hắn ta bỏ đi. Chúng ta ra cái chỗ bàn ở cái phòng đằng trước, cái nơi mà phát ra những tiếng nhóp nhép. Hắn ta bắt đầu chửi. Hắn ta chửi cái gì đấy mà mọi người cũng không rõ nữa. Rồi, âm thanh ăn uống dừng lại. Trong khoảng 10 phút sau, mọi thứ rơi vào yên lặng. Có tiếng dọn dẹp ở đấy im. Lúc tệ nhất. Bản thân sẽ chỉ vào cái đường hướng 6 giờ hoặc là 7 giờ. Nhau muốn đi không? Thì anh di chuyển luôn cho. Đi dọn dẹp đến đấy thôi. Một đường cho đến khi Linh rồi. Nói gì đấy, có miêu tả gì đấy thì Thiện vẫn cho nhau tiếp tục đi dần dần nhá. Đúng rồi. Cứ đi đi. Đấy nhá. Mọi người cứ đi hết một cái đoạn đường tầm khoảng 3 ô khoảng 20-30 feet một đấy. Không có, nếu có gì xảy ra mình sẽ nói luôn. Khi Nho bước vào cái khu vực này, Nho có thể nhìn thấy hai cái ô và ô trống, không biết để làm gì cả. Hai ô trống. Đúng rồi, em sẽ chưa biết nó dùng để làm gì. Ở đây trên này đã thấy có hai cái, có một cái một cái biển và nó khắc tên, em đọc được trên đấy tên của một người, để mình vớt lại tên người quá. Mình tìm không ra rồi, nó là tên của đứa con thứ ba ấy, đứa con đứa bé ấy, đứa chết non đấy hả, đứa chết sớm ấy, đúng rồi. Hai cái ô trống, một cái bảng quanh ghi tên, một cái thì em thấy là có hai cái phiền đá hai bên đúng không, một cái có tên đứa bé đấy, cái còn lại không có tên. Hai cái phiền đá, em mở phiền đá ra được không? Nó là phiền đá khắc tên ấy, nó không có gì ở bên trong cả. Để mô tả thì nó là cái bia mộ ấy, nhưng mà nó chưa cắm xuống đất ấy, thì nó là phiền đá. Cái phòng này chỉ có thế thôi, em phải nhìn xuống hai cái hố được. Hai cái hố không có gì cả, hoàn toàn trống rỗng. Em ra khỏi phòng này ngó sang bên đấy xảy ra những gì rồi.
ở bên hướng này mọi người rút hết rồi, không còn lead ở đây nữa, nó chỉ còn là một cái bàn ăn trống rỗng thôi. Đứng ở vị trí em nhìn thì là như vậy. Mọi người đi lên trên này, chẳng nghĩ là chúng nó đang quay lại cái phòng ở phía dưới rồi, nên cho người đi lên từ từ trước khi chúng nó quay, trước đó, chúng nó có đi. Vậy cứ đi lên đi, nhìn các cái đường rẽ hai bên để Yuki, bác có thể nhờ cháu nhìn phía đằng sau mình, nếu thấy có bất kỳ ai xuất hiện thì báo ngay cho bác. Ok, sẽ bắt đầu. Mọi người đi ra là để đi ra đằng sau, mình chúc bảo vệ tốc độ mọi người nhé. Nho sẽ thấy phía 12 rồi có gì vậy? Nho nhìn thấy cầu thang đi lên rồi. Em sẽ đi tiếp tục xuống phía 10 giờ đã. Lúc em đi thẳng tiếp, em thấy hai cái ngã rẽ như này, tiến vào một chút. Ở đây có hai cái quan tài, những cái tên được khắc lên bên trên là những cái tên khá quen thuộc. Đó là Staff, Staff và Elizabeth. Những chiếc quan tài này đã được đóng chặt lại rồi, đã được đóng lại rồi. Em thử mở ra được không? Em mở thử đi. Khi em mở ra, khoan, mình quan tài đã đóng là đóng đinh luôn rồi hả hay sao? Không, nó đóng thôi. À. Chứ không phải đóng đinh hẳn. Đi, em mở ra. Bên trong quan tài không có gì cả. Có một ít đệm lót, còn lại thì không có gì. Trường hợp tệ nhất rồi. Em đi xuống phía dưới mà. Em đi xuống dưới. Có ở dưới này cũng có hai chiếc quan tài. Bên đó có hai cái tên Rose và Thorn. Mở ra. Làm ơn, xin trời, làm ơn. Lúc em mở ra bên trong này cũng không có cái xác nào, tất cả đều trống rỗng. Nhưng ở trong này không có đệm lót, ý là bình thường nó sẽ có một lớp vải nữa để lót cái xác ấy, thì bên trong này không có cái đấy. Hai cái quan tài hoàn toàn mới. Thế đây là trường hợp tốt nhất. Nho sẽ ngó thử ở cái phòng ăn. Phòng ăn, cái phòng ăn bừa bộn này. Hiện giờ trong phòng đấy có một cái bàn gỗ. Hai đứa này được xa xa tí. Em thấy chui vào, em thấy bọn này bắt đầu tiến vào cái phòng đằng sau. Và những con này, lúc này em có thể nghe thấy một cái âm thanh, một cái tiếng hát của bọn gu, giống như bọn nó đang làm một cái ritual gì đấy, giống như là bọn nó đang cầu nguyện. Nghe tiếng rất đều, nhưng mà chả ra cái âm thanh gì cả, chả ra cái tiếng gì, không ra cái tiếng nói của loài người. Trong cái phòng ăn này thì chỉ có đơn giản một cái bàn gỗ với hai ghế thôi. Bên dưới rất nhiều xương được vứt xuống dưới. Em có thể thấy một nửa người còn sót lại sau bữa ăn. Ý anh nói một nửa người tức là một nửa của một người. Em sẽ đi thẳng, em sẽ đi vào phòng. Đây là đường cụt à? Đúng rồi. Ủa, phía 10 giờ có gì không? Đi thử vào. Đây là cái phòng đúng không, của mọi người. Em đi vào đây á. Đường bên trên là cái đường xích xác. Bên trên là... À, nãy mọi người đi vào đây rồi này. Nhớ không? Phía không, phía bên cạnh, phía bên lại. Phía bên trái cơ, bên phải không? Bên này á. Bên trái là rồi. Chỗ bọn kia nó vừa đi vào. Nhìn xuống dưới này. Dưới này thì cụt rồi. Ồ, ta bây giờ chỉ tự quay lại thôi. Nho sẽ bảo là bác thân mà. Bây giờ bọn kia đang đi làm một cái ritual gì đấy rồi. Cháu nghĩ chúng ta lên bắt từ từ di chuyển lên trên thôi. Bác ý kiến là tốt hơn không? Bác chợt nghĩ bây giờ mình không di chuyển lên trên thì mình vẫn... Ý bác là bọn nó vẫn ở đang trong nhà mình. Phải làm gì với việc đấy? Bác cũng chưa biết là cần phải làm gì. Và chúng ta vẫn sẽ trong tình huống trạng nguy hiểm. Lúc này nhá, đột nhiên cinema một tí nhá, cốt truyện một tí. Một cái nho roll cho anh một cái, không cần roll đi, một tiếng rắc nhẹ, có vẻ như là nho vừa chạm vào một cái tường ở bên dưới. Nó đã làm cho một, làm cho cái tên ố bắt đầu đi ngược lại để kiểm tra trên. Mọi người sẽ thấy nó vẫn chưa nhìn thấy em, nhưng em đã nghe thấy tiếng nó đi lại gần rồi. Nho sẽ chạy thì phía 3 giờ, 2 giờ, 2 giờ, ừ, 2 giờ. Ừ, trời ơi, chạy bao thật. Anh thật nghĩ rằng... 2 giờ là chạy lên trên này ấy. Ok. Không, phía bên phải, phía bên phải. Là chỗ bác thân, ok. Tôi tưởng là Nho định là outstanding move gì đấy. Em không thể stealth đến mức đấy. Bác thân ơi, thằng ông chủ... Ê, con mặt to kia sao đang chuẩn bị quay lại, trốn đi. Yuki đang đứng ở cuối hành lang, kiểu thấy Nho chạy. Chạy đi em ơi, chạy đi.
Giơ rồi có tay số 3 lên. Giơ có tay số 3 lên. Not good. Bắt thân, bắt thân bỏ về sau bổ trợ đây. Nho sẽ nhảy. Nho sẽ mở một cái, Nho sẽ mở một cái quan tài ra nhảy tạt nhảy vào đấy. Vãi. Cái nào? Which one? Cái của bà vợ. Cái của bà vợ. Anh ơi. Em sẽ không sao, em làm đi. Anh bây giờ anh đang kiểu render 10 giây anh đang nghĩ ra một câu chuyện mới ấy. Vãi. Ôi, nó mở cái thủ băng, nó mở cái đấy ra thật à. Em sẽ thông báo với lại cho các bạn. Sau em cũng lùa lùa chúng nó xuống đến huyệt. Hai cái huyệt trống kia mà núp tạm vào đây á. Núp tạm vào đâu nào? Hai cái huyệt bên dưới. Ở ngay bên trong mọi người đang đứng ở đây rồi. Vì cái điều nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Hả? Yêu kiến tại cạnh hải đường. Bác thân sẽ núp ở đâu nhỉ? Bác thân sẽ núp vào một cái quan tài của Rose đi. Bác giờ. Ok, khi Nho chui vào quan tài của người vợ, thằng này sẽ đến đây. Nho có thể chui vào mà vẫn kiểu hơi để chống tay hé một tí để nhìn ra ngoài. Được. Nhưng mà thằng này nó sẽ đi tìm cái chỗ ngủ của nó với vợ nó đầu tiên và nó nhìn thấy Nho. Oh my god. Ôi không. Ê, em sợ teo rồi. Em không biết tiêu sao. Em sẽ teo đi đâu. Mình muốn dừng lại một chút. Lúc nay mình gợi ý rất kỹ rồi. Đấy là chỗ ngủ của hai đứa nó mà. Em chui vào giường của nó làm gì. Ủa, nhưng mà có hai cái mà chui bảo chui vào cái quan tài của bà vợ mà. Ừ. Của bọn nó ấy, hai vợ chồng ấy. Có hai đứa con, có hai cái quan tài mới toanh. Nho có phát ra âm thanh gì để hai đứa biết không ạ? Thì em có cách. Nhưng mà khi mà cái cửa mở ra rồi. Cái cửa mở ra. Cái quan tài mở ra. Em nhìn thấy nó tìm luôn cả cái quan tài của bà vợ luôn à. Chứ không chỉ. Đúng rồi. Vị của mình nó không như em tưởng. Roleplay là vợ nó luôn đi. Thế thì mà cái quan tài mở ra ấy. Nó thật nói là em trốn ở đây đúng không? Đúng rồi anh ạ. À. Đúng rồi anh yêu. Em đang chở đi ngủ. Trên giường, giường của vợ nó là một con dragonborn. Bốn mắt nhìn nhau, khung cảnh cực kỳ khó nói. What you do? Nào đấy. Giờ đóng giả làm con thằng lằn này không hợp lý không? Thôi Nho xanh diễn lại một lần nữa nào. Second chance. Diễn từ đoạn nào nói nữa. Suy nghĩ đi. Rồi em nhảy xuống dưới. Trước khi mà nó mở cái quan tài ra, lúc em nghe thấy tiếng cửa phòng ấy. Em có thể đít gai xem thành con nó xong rồi chạy ra ngoài cửa gọi bố ơi không? Đứa nào? Có ba đứa nào? Đứa con gái thôi. Ok. Rose. Đi gặp ngoài cửa rồi. Thì nó sẽ muốn đít gai xem, xong nó chạy ra, nó gọi bố ơi. Xong nó chạy lên cái đường bên trên tay phải. Ê, con có khi nào nó cho thêm dụ đi. Nó cho thêm cái lỗ của người mình xong nhét vào cái cành này. Mình muốn nói một đường mà nó sẽ chạy ngang ra để kiểu cho nó nhìn thấy xong rồi em sẽ chạy đi một hướng khác đi. Thì ra em cũng có cái xe của đường. Ở nơi mình đằng thằng em. Cho nó đấm Nho một cái nhá, xem nó có trúng không. Cho nó sợ, nhìn sợ thôi. Cho mẹ đòn à. Không có gì xảy ra cả nhá. Nếu nó đấm thì crit nhưng mà không. đấm nước một cái lô nữa từ sinh ra đốt nước cậu hai mình thử thôi, ông nó không đấm. Khi mà hải đường Skycell thành đứa chị nó giật mình á. Rose mặt em, phu mặt em sẽ sao con trúng đây được, em sẽ gục mặt xuống ôm mặt cứu con rồi em giảm vào nhà em bị ai kéo em đang chạy về hướng nó đuổi theo em rồi. Bây giờ là cái đoạn mà nó và em cùng tốc độ chạy với nhau thì em muốn đi như nào nè? Em cứ chạy thôi, em lách trái lách phải, em chui xuống gầm bàn, em chạy xuống bên này bên kia. Tôi kiểu em sẽ muốn chui một chỗ đấy để nào đấy để nó cảm giác như là em đã biến mất ấy. Và những cái gì nó thấy em chỉ đào ảnh, xong rồi em sẽ thò sang đường bên còn lại và em lại gọi thế, xong em lại trốn mất ấy. Thế thì mình chạy vòng tròn luôn nhở? Mọi người có muốn tham dự vào chạy vòng tròn này của đường không? Đợi em chút, hình như em có spell nào đó. Em có Silent Image anh ạ. Em sẽ có cái gì hay không? Làm hình ảnh con hầu bóp cổ Rose. Là một con Paladin, nó không có gì ngoài Divine Smile.
kiểu em có thể dựng một cái hình để mà câu chuyện nó thêm phần sao ta đáy tin cậy á, kiểu Rosie bị một con hầu bắt đi. Thực ra đó chỉ là không khí. Quan đóng vạ cho bà hầu bên trên ạ. Đúng, Hải Đường cũng cố nhún nhún chân cho cảm giác như là đang bị bế, nhưng thật ra đang đứng vào đầu ngón chân ấy. Ôi, nhỏ xanh tới cạnh này thì... Bác Sơn nói nghe đến lúc đi lên trên chưa? Còn Iset, Iset muốn làm gì khi nhìn thấy cảnh này không? Mình có Minor Illusion. Nó có phải giải pháp an toàn hơn. Yeah. Lại một cinematic scene. Còn bình thường, ông nếu mà là Minor Illusion có thể tạo được những cái ảo ảnh nó bằng tầm nhỏ nhỏ tí xíu đấy thôi. Không có bạn con mèo biết kêu mèo được. Tạo một con mèo được nhá. Nhưng mà một con mèo mà nó kêu nữa. Vì bình thường mình là Minor Illusion là tạo một cái gì đấy nhỏ tí hoặc là tạo một âm thanh. Thì đó. Cả hai cùng đấy như thế này. Vậy thì đấy. Cái con mèo còn Yuki sẽ kêu mèo mèo. Vậy không mình có thể tích hợp giữa Silent Image và Minor Illusion để mà cái tiếng bà hầu xuất hiện. Đúng không? Kiểu đấy không còn Silent nữa. Có hình đấy là em Silent còn sư không Silent. Chúng ta có cả dàn diễn viên rồi. Đấy, casting. Okay, casting chuyên nghiệp thật. Chứ để đường ấy chạy ra có vẻ nguy hiểm. Đúng rồi, mình phải một đứa ánh sáng, một đứa âm thanh. Action. Ok, let's do that. Thế thì nào? Hai người sẽ kiểu là không cần chạy theo đâu. Đến lúc đường nó sẽ dấp tin đường. Đường Ron cho anh một cái style. Ở phân tích rồi mình em chạy được ai đến đâu mình lên 20 13 ức tèo của em như là cộng 2 15 mà còn chưa đủ hay em có thể tự bắt đích cho mình được 13 15 thì mấy ta cho mình em có được cắt less cho hội trẻ con vừa nãy đứng một góc. Theo lý thuyết bless, là muộn rồi bless cho attack roll với saving throw cái này là xạo lên drone nó không tính mày ơi. Cái này là saving cơ mới được. Đường chạy đi. Em không bao một. Yeah. Kéo em với. Chạy hướng nào nhỉ? Em đọc hướng đi. Em chưa thấy em đâu. Oh my god, em ở đâu vậy? TV ơi. TV màn hình tủ lạnh ơi. Từ cái chỗ mà đường đang đứng là ở cái đoạn này nhưng mà em nó không có kiểu vision. Đây để đánh xe vision cho đoạn này đường phải kiểu chạy không vision nó mới vui nó mới kiểu là vui nó mới gọi là bí ẩn ấy đường mất ở đâu mọi người không biết ấy nhưng mà em vừa check detail được 16 nhá em chạy lên trên xem sang trái đau sang trái tiếp đau em nhớ được mạng sang trái nữa xong rồi lên trên . Không cái trái sang đánh kia mà đấy ha thôi đã được ha thôi ông ra xì bùa em nhớ được không vậy không chui đóng dấu em tưởng chưa đến đường có chui đóng dấu buộc stealth và không biết hình ảnh cô hầu đấy nhờ để cô hầu kéo cổ lên trên trần nhà tối với anh đúng kiểu chỗ mà horror kiểu tiếng yêu lên kiểu em rôn cho anh một cả khi mà em bị dồn vào chân tường người ta đứng trước mặt của em người ta gầm lên một tiếng Rose sao mày lại ở đây em rôn cho anh một cái wit save đi không mình có nên làm cái gì để đánh lạc hướng rồi thế này con thằn lằn bò thôi khỏi ừ, con thằn lằn bò nó phải hang đi kìa okay. Không, em sẽ không ạ. Con xin lỗi. Tất cả là lỗi của con. Bố đừng trách em con để con bảo em chạy lên kia luôn. Cái nỗi sợ của em nó sợ đến mức mà em bị paralyze, cứng chân cứng tay, cứng người luôn. Nó là một skill của nó. Em bất động rồi. Nó xách em đi ngược trở lại. Nó qua nó nhìn những cái xác này. Những cái xác này lúc em mọi người không cắt bắt đầu đúng không? Không. Không cắt bắt đầu nhỉ? Đâm tìm thôi. Ok, không bắt đầu. Mọi người di chuyển. Hắn ta nhìn qua đây, hắn ta nói một câu như này. À,
hủ tục lần này diễn ra nhanh thế nhở? Không ngờ là bọn trẻ con chết nhanh như thế. Hắn ta xách đường quay ngược trở lại đây. Mọi người nhìn thấy rồi đấy. Mọi người không ổn. Cứ phải nổ. Đéo ổn rồi. Chỉ là cái ở đây có cái đường mà đi lên đi đúng rồi. Cút ra, cút ra. Lên. Dưới này không có gì cả. Cút ra, đi lên, đi lên, đi lên, đi lên. em đẩy lưng in xem sợ em đang to em giắt tay của mình ấy chạy. Đẩy đi nho xanh sờ teo ở dưới này trước đã. Ở đâu? Nó thân muốn đợi nó đi trước rồi đi theo sau. Ok. Anh cũng giống em. Thế thôi. Anh ở dưới này. Đi đâu nào? Ok. Tính là theo anh Thiện nhưng mà thôi. Anh Thiện làm thì em đi lên. Bọn trẻ con chạy ngược lên trên. Thằng này đi xuống đây. Cũng đi lên trên. Cũng đi lên trên á? Ừ. Vậy lại tên bố răn. Tên bố răn. Cái gì đây? Okay. Cái cảnh. Anh đã tưởng tượng một cái cảnh cái cầu thang quay tròn đấy. Xong rồi. Ôi rồi, tempo run lại sắp quay sắp phở. Trời ơi. Chúng ta đi lên rồi. Trong nhà của ta có vẻ có quá nhiều con chuột ở đây. Nhà mình mà. Nhà mình thật mà. Nhà mình mà. Bác thân chắc cũng sẽ bám đằng sau. Theo đằng sau đúng không? Bác thân sẽ bảo vòng đằng sau. Quay ngược. Quay ngược. Chúng ta sẽ nghỉ 5 phút ở đoạn này nhá. Để mình render câu chuyện tí. Tại sao lại thế này nhờ? Nó bắt đầu go strong từ lúc mà nho đập vào xương. Không, cái đơn giản là anh Linh một em chùa, anh Linh một em với một em cái tiện trốn ở trong cái quan tài phía dưới kìa. Nhưng mà em nghĩ là thôi chắc mày sẽ chỉ mở cho mày thôi nhỉ, không mở cho vợ mày đâu. Không, đơn giản nhất ấy là mọi người đi lên luôn thì thực ra thì mọi người vẫn thích khám phá thì cũng ok thôi. Nhưng mà bất ngờ chưa, nho xanh ao trình anh. Bây giờ cái thứ suy nghĩ là đi lên nhưng mà mình có muốn ra khỏi nhà đâu. Đây là nhà mình. Mình phải làm gì với việc này. Nhưng mà cái cảnh đấy cũng rất hay và may quá render được để push mọi người chạy lên trên. Cốt truyện người đây đi. Cố lên anh Linh, render cốt truyện đi. Ừ. Cốt truyện. Kiểu giống như là xem phim trên mạng ấy, phim nó đang chạy ở đây, mạng đang chạy thêm một đoạn máy tí đằng trước, xong bây giờ nó đang quay kiểu mạng nó đô ấy là để cho người ta viết nốt cốt truyện phần còn lại. Thì ra là thế. Anh sẽ không thể nào biết trước rồi nho xanh sẽ làm gì. Bất ngờ chưa, mọi người sẵn sàng tiếp đi nhở? Ok, xương ở đây chưa ạ? Sai, em đọc được quay nói gì không? Hả, cái gì? Ôi tự nhiên bố mắt nó không nhìn thấy gì hết. Quang bảo là em mà đi xem phim đấy thì mày Quang ủng hộ tiền kìa. Thật á? Đi. Thứ mấy nào? Tự nhiên để em xem còn thứ mấy rảnh. Chứ em thấy ngày đó nào đi chơi đi mất rồi. Để đếm lại đã. Cái đấy để sau đi. Chúng ta chính. Đi những đứa trẻ con bắt đầu chạy ngược lên trên, chạy qua. Lúc mọi người chạy trên những cái cầu thang xoắn, dường như là vô tận đấy. Bước chân đằng sau, nó đáng sợ hơn bao giờ hết. Ai còn cười không? Em cười. Em chỉ cái gì một tay đẩy vào lưng Iset. Nhanh lên. Một tay dắt cái tay của mình. Nhanh lên. Trời ơi, có đường nào đi không? Bốn đứa bé này chạy lên trên. Nhưng có cảm giác rằng những bước chân của bọn chúng đang bị một ai đó không biết là ai cả. Em stealth trên cái cầu thang. Hả? Ủa sao lại cầu thang? Cái này là cái phòng mà đúng không? Ông em anh đang mô tả trên cái cầu thang xoắn ấy. Chứ không phải là trong cái phòng đấy. Khi mọi người vừa bước ra khỏi cái đoạn cầu thang này, mọi người thấy mình ở trong một cái phòng kho. Cái phòng kho bụi bậm và ẩm thấp, chất đầy những cái giá treo nội thất cũ. Đó là cái phòng tầng trước này. Hiện giờ mọi người chưa ra khỏi cái cầu thang. Bác thân thì đang chạy đâu đấy bên dưới. Còn lão bố và đường đang bị xách ngược lên trên. Có thể lúc này thì cái spell thay đổi hình dáng của đường đã thay đổi rồi, đã mất rồi, thì là mất cái con sen. Nhưng mà hắn ta chưa để ý, vẫn đang bế một đứa bé theo thôi. Rất may
thường cũng là trẻ con, cũng tầm tuổi đấy. Chắc là không có sự sắp đặt nào ở đây đâu nhỉ? Chắc là thế nhỉ? À... thôi, có cửa kia đi ra trước đi. Oh. Mọi người kiểu khéo léo bước qua hay là mọi người kiểu lao ầm 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 qua? Khéo léo thôi, ầm ầm gì? Suy nghĩ là gì, ông phải chạy qua đi. Nếu xanh có thể sơ teo không? Một cái tấm vải. Một tấm vải lên. Emerald Steel đi. Chùm một tấm vải lên và giả dạ mấy nồng cái bọn em. Chạy qua rồi, nước sôi. Em chùm một tấm vải lên á. Em nhấc một tấm vải lên. Đằng sau tấm vải đấy là một cái xác. Vải! Ướp. Và nó được bị treo lên một cái cột. Oh. I don't know. Đến cả người script cũng không hiểu tại sao cái xác đấy nó lại ở đây nữa. Thôi em biết thì em sẽ ôm một cái xác đấy chùm cái chăn lên. Cái gì? Em ở trong phòng đấy thật à? Ok, cho em ở trong phòng đấy. Ôi. Ba người còn lại khi thấy Nho kiểu là tôi ở lại đây thì mọi người có phản ứng gì không? Một ngày, anh nghĩ một rằng không nên làm như thế. Nhưng thì em. Em vẫn vai. Cắm đầu cắm cổ chạy luôn, em thấy cái cửa em mở ra em chạy tiếp. Temporan. À em chạy xong rồi em sẽ đóng sầm cái cửa đấy lại. Ok. Thôi xong rồi. Nho cúc rồi. To. Không sao. Đi. Em thì nãy là em có thấy đường bị bắt đi mà đúng không? Đúng rồi. Em không biết nữa. Em thấy Yuki chạy đi đâu, em chạy theo đó. Tại em đang muốn kêu Yuki đi cứu đường. Lúc này em chạy ra ngoài này. Tay của mình chạy đi. Em thấy lúc mọi người chạy ra ngoài này thì lúc mọi người định vừa đi qua cái phòng này nhá, cái cánh cửa phòng nó mở ra, một cái bàn tay đưa vào và kéo Yuki vào trong. Sợ em đang kiểu một tay nắm tay Vinh, một tay đang đẩy vai Iset. Ba một được ba, ở như là được hai. Ừ. Kéo vào trong này, ở căn phòng đóng lại luôn. Ở trong căn phòng này, mọi người nhìn thấy hai đứa bé quen không? Rose với lại Thorn. Rose và Thorn. Nhìn thấy như thế nào? Họ đã ở trong bộ dạng khác. Còn họ cũng kiểu lờ mờ như những cái bóng. Tuy nhiên là làm sao nhỉ? Còn họ nhìn không giống con người nữa. Còn họ đang cái dáng vẻ gì đấy. Đang một cái dáng vẻ gì đấy của vampire. Mình gửi hình ảnh cho. Em vẫn sẽ cố gắng đứng T-pose để chắn cho mình và Isaac. Rồi, bên xương đang hơi ổn một tí. Em cho quay lại bảo với lại này. Các con đừng sợ tớ ở đây rồi. Tôi không biết tôi còn cảm nhận được nỗi sợ không nữa. This is too much. Cái này nhiều quá. Không sợ đâu. Mình trốn dưới nách của Yuki xong vẫn nhìn ra. Mắt thì kiểu tròn xoay nhìn kiểu mái cà rồng có thiệt. Cứ tưởng ở trong chuyện thôi. Hình ảnh của hai đứa bé ở đây đây. Ông cũng không sợ. Hai đứa đấy thế. Nó chỉ sợ đến mức này thôi. Rose Thorn nhìn con nhìn sang mọi người và nói: "Hey, vậy chị Râu đưa tay nói ở ngoài kia mình sẽ bỏ qua, mình sẽ coi như là thằng bố đi lên, đi chưa lên đến nơi, là mình chỉ nói về ba người ở trong căn phòng này thôi. Nó sẽ hơi dài một tí nhưng mà nếu không thì nó bị không thành cảnh nữa. Tiếp nào. Rose chào mọi người. Hello. Minh, cậu lại đến đây. Đúng. Không phải cũng cậu sợ. Là người không phải cậu là người nhờ mình đi vào đây để tìm ba mẹ cậu hả? Không, bọn mình đã từ rất lâu rồi chưa đi ra khỏi căn nhà này. Làm thế nào mà mình có thể nhờ được cậu cơ chứ? Đấy, mình sửa thì mình đã rất lâu rồi chưa được đi ra khỏi căn phòng này. Làm thế nào mình có thể nhờ được cậu cơ chứ? Cậu đứng ở dưới cửa ấy. Còn em còn ngủ ở ngoài bụng rơm á. Không, trời ơi. Nhìn tớ này. Rose đưa bàn tay ra và kiểu muốn với lấy chạm lên tay của mình ấy. Mình có đáp lại động này không? Mình có đáp lại cái hành động này không? Nhưng đưa ra này, chạm tay vào nhau. Mình nhìn một lúc. Nếu không thì xong rồi mới chạm. Kiểu đưa ra bắt tay thôi. Thì hai tay của hai người xuyên qua nhau. Chuyện xảy ra cũng lâu rồi. Cậu đã gặp ai đấy giống tớ à? Nó không phải tớ đâu. Ai sẽ là mình bị lừa thật à? Nhưng mà nếu như mình bị lừa thật thì làm sao biết được đây không phải là người lừa mình. Mọi người, lúc này mọi người nhìn kỹ lại căn phòng. Mọi người có thể thấy trong căn phòng này có một cái mô hình tòa nhà.
một cái rương đồ chơi mở ra. Bên trong có rất nhiều con gấu bông. Hai chiếc giường trẻ em. À, ở giữa sàn nhà có hai bộ xương. Bộ xương của trẻ em vẫn đang nằm ở đó. Lùi lại một chút để cố gắng chạm vào bất cứ cái gì trong cái phòng này hết. Mình chỉ đang ôm nát. Ok. có thể roll investigation cái gì không? Nếu như Isaac muốn làm gì thì có thể nói với mình. Mình sẽ cho bạn làm. Ok. Mình muốn device mind thử đi. Muốn thử investigation mấy cái xác ở trên sàn xem có thể nguyên nhân chết là gì hay là chết bao lâu à? Tuy xương ta gọi là muốn kiểm tra những cái xác. Thì Rose quay sang hỏi cậu làm gì đấy? À, tò mò với bọn tớ à? Yeah. Cứ tự nhiên, cứ tự nhiên, không phiền đâu. Đây là các cậu à? Đúng rồi đấy. Đây là bọn tớ đấy. Đúng rồi đấy. Các cậu có thể lại ngông để mình đắp chân. Rose nói với cái giọng rất là buồn. Rồi cô ấy hét lên tiếng. Và cô ấy tự im lặng lại. Xin lỗi. Tớ xin lỗi. Những cái kỷ niệm và cái ngày mà tớ chết vừa tràn về. Mấy cậu là bị bọn họ hành hạ đúng không? Cái ông thì sợ lắm đang đuổi theo bọn tớ. Ông ta cao lắm đúng không? Hình như là bố ông ta. Chắc là thế thật rồi trời ạ. Giữ bạn tớ nữa. Người nữa sao? Tại sao? Nó để sau đi. Nếu như mà ông ta đang giữ bạn ở cậu, tại sao lại đưa cậu lên trên này? Thế nhỉ? Ông ta phải để chất dục dưới sàn, dưới những cái tầng hầm đấy chứ. Thế là cậu biết về chuyện đấy? Cậu biết rằng là người đàn ông đấy đã bắt rất nhiều người và để xuống dưới nhà hầm. Tớ biết. Tớ đoán được. Con quay sang. Chuyện gì với chị? Chuyện gì thế? Bố chúng ta đã làm một số điều độc ác mà em không nên biết. Hay là em thử lấy lúc mà chị nói những cái chuyện này thì hay là Thon lên trên kia và chơi với những con gấu bông đi. Thon kiểu em thích chơi gấu bông lắm. Còn em xem nào, Thon mở cái thùng ra bới mấy con gấu bông đấy. Những con gấu bông này vẫn tương tác được với Thon nhưng chúng ta thì không. À mọi người, cái này không cầm được. Có vẻ như có gì đấy không phải gấu bông vẫn còn ở trong cái thùng đấy. Rose nhìn vào để quay sang hỏi mọi người. Nói thì hơi kỳ nhưng mọi người có thể nhặt hộ tớ vài món đồ ra khỏi thùng được không? Let me do it for you. Sẽ ta nhìn ra cái đấy là cái gì trước đã. Bên trong đấy nó là vũ khí của mọi người. Ủa mà sao mấy cái này lại ở đây? Lần trước có hình như hôm qua có người ném nó vào trong này, ném thẳng vào trong đấy luôn. Cho em hỏi là vũ khí của mọi người được xếp ngăn nắp gọn gàng hay là vừa bộ? Xếp ngăn nắp gọn gàng. Có thể là ai có tính cách ngăn nắp như thế được nhỉ? Sau đấy trong lúc em đang ngồi nghĩ thì Thon đã tìm được con gấu bông yêu thích của mình và cậu bé chạy lên giường cùm chăn và bắt đầu nói xì xà xì xồ gì đấy ở bên trong những lớp chăn. Thon đã nghỉ rồi. Bây giờ tôi rất sẵn lòng kể cho các cậu nghe những gì đã xảy ra. Chỉ cần một điều thôi. Các cậu đã gặp bố tớ rồi đúng không? Các cậu cũng ghét lão ta đúng không? Tớ cũng ghét lão ta y như vậy. Cậu có thể xử lý lão giúp tớ được không? Tôi nghĩ là chúng ta có chung một mục tiêu. Nhưng mà also chúng tôi không nghĩ rằng là chúng tôi có thể làm điều đấy nếu không có sự giúp đỡ nào đó. Vì ông ta có rất khả mạnh. Năng đấy. Cậu biết đấy, bọn trẻ con bọn mình làm sao mà chống lại người lớn được. Exactly. Bố của tớ, ông ta rất là mạnh. Ông ta đã lấy được cái sức mạnh từ việc thờ một tên quỷ độc ác. Ông ta còn có khả năng là hồi phục cực kỳ kinh khủng và không gần như không ai có thể làm bị ông ta bị thương được cả. Mọi người có biết không? Uh-huh. Làm thế nào để ông ta có được cái sức mạnh đấy không? Đã là hiến tế cả hai đứa con của mình đấy. Tớ và con đều đã bị bỏ đói đến chết ở đây. Bọn tớ trở thành một cái ritual cho ngôi nhà này. Bị bỏ đói ấy. Mọi người hiểu bị bỏ đói là như nào không? Tớ hiểu. Tớ bị bỏ đói ấy. Tớ cũng hay bị bỏ đói lắm.
tự ỏng ra vang lên từ bụng Yuki. Hai đứa trẻ trong sự sống vẫn kiểu là khả năng không thể bị đánh bại. Sound like a good deal. Nhưng mà đáp ra mình đã nghe được những ở trong, mình không thể nào mà ra thoát ra khỏi căn phòng này được, à không, thoát khỏi căn nhà này được. Mình chán đây lắm rồi, mình muốn được giải thoát. Nếu như mọi người có thể giúp bọn tớ, giúp tớ và Thon được siêu thoát, tớ sẽ chỉ cho mọi người đánh bại lão này. Tại sao lúc ấy tớ kéo mọi người vào đây không? Bởi vì căn phòng này, căn phòng ritual này, họ sẽ không vào được đây. Các cậu sẽ an toàn ở trong này. Thưa chết, hình như là các cậu còn ai đó ở bên ngoài thì phải. Oh no. Nhiều lắm. Ít nhất là... nhưng mà nếu như mà ngày xưa các cậu được dùng để làm vật hiến tế và bây giờ linh hồn các cậu vẫn còn ở đây, không phải chỉ cần siêu thoát các cậu thì mặc định là ông ấy mất đi sức mạnh hả? Đúng rồi, bữa hay tớ biết một số trò cầu siêu đấy. Vẫn, trời ạ, cậu vẫn là một người, một cái cậu bé, một cái cậu bé giỏi như ngày xưa. Tớ ước ngày xưa tớ ước gì tớ có được cái sự nhanh nhạy như cậu. Đúng là bạn của tớ không thế? Thấy say bắt quầy làm họ lẹ dữ. Nhưng mà vừa nãy là bạn này mà còn giúp tớ giúp rẻ. Ê, như tao cũng là bạn mày mà. Vậy để siêu thoát các cậu bằng cách nào? Tớ cũng không biết nữa. Damn it. Có một... Đấy ạ. Tớ không được siêu thoát đấy, tớ mà biết cách thì tớ đã tự siêu thoát cho bản thân mình từ rất lâu rồi, trời ơi. Tớ biết cách siêu thoát đấy. Có không? Có. Thứ nhất là mình đọc kinh nè. Thứ hai là sẽ vẩy nước, vẩy muối ước thứ lên cho mọi người này. Sau đấy cái phòng này có cửa sổ không? Phòng này á? Ừ. À, hình như là có một cái cửa sổ đúng không? Mấy không phải là cái ở hướng bao giờ. Mấy bạn đã thử vứt xương của mình ra ngoài cửa sổ chưa? Đấy là một ý này. Nhưng mà các bạn đi như thế này. Ush. Xương là vật tồn tại được mà đúng không? Đúng rồi, nên thường linh hồn sẽ phải dính giống như những con undead, là phần sống của tụi nó sẽ bị dính vào trong xác của tụi nó đúng không? Và bây giờ các bạn ấy đã không còn sống nữa, nhưng mà các bạn ấy vẫn ở đây, tức là một phần nào đó của các bạn ấy vẫn ở đây, tức là mấy bộ xương. Bây giờ mình ném bộ xương ra ngoài cửa sổ là các bạn ấy ra khỏi cửa sổ, ra khỏi căn phòng. Không chết để thử, nếu mà không hợp thì chúng ta có thể làm cách của xài. DM, bọn mình có thể đấm cái cửa sổ văng ra rồi không? Đến lúc đục cửa mọi sổ mọi người có thể thử. Tuy nhiên là mình sẽ thông báo kết quả là sẽ không thành công. Damn it. Bởi vì những cánh cửa ở đây, những cánh cửa ở đây theo như mình set up là ngôi nhà này hiện giờ đang rơi vào một chiều không gian khác. Damn it. Và mọi người sẽ, ngôi nhà đang bị bất hoại ấy, đó vậy. Cái phần tường, những cái phần nào là bằng đá thì sẽ không thể đấm được, những phần nào là tường gỗ thì sẽ có thể làm hại được, nhưng mà tường bên ngoài là bằng đá này, người đấm cũng đấm được. Và cái cầu thang là cái mà Yuki thử đấm vào ấy, nó cũng bọc bằng đá, mọi người sẽ không đấm được cái đấy. Ok, ritual sai, kể ritual về cái nó đi. Đến lúc rồi, mình có một cái ritual là ngàn rồi. Ok, mình sẽ bắt đầu mimic lại cái những cái ritual mà Yuki nhớ. Thứ nhất đầu tiên là mình sẽ vẩy nước thánh, nhưng mà ở đây mình chỉ có nước từ cái đài phun nước cho thôi. Mình vẫn sẽ kiểu cầm cái bình nước lên kiểu I trust in you. Rồi bắt đầu anh Linh nói đi ạ. Em biểu diễn đi nhưng nó sẽ không thành công đâu. Bởi vì là em nhớ lúc nãy ấy, em đã mô tả rằng em không biết ritual như nào. Tự em phải roll history về host history và em roll xịt. Không hề rêu rút một tí nào. Linh cứ cho xài diễn đi. Cho xài diễn. Nếu như nó lên xịt thì cho em roll nha. Anh không muốn làm mọi người thất vọng ấy, nên anh phải nói luôn. Em sẽ biểu diễn kiểu rất chi là hoành tráng, nào là vẩy nước, nào là đọc kinh, xong rồi là em sẽ tìm mấy cái kiểu xây dựng các thứ lúc trước lút được với lại cả hải đường, sẽ đeo vào tay cho nó trông giống mấy bà đồng thôi, đọc kinh đấy, xong rồi
em sẽ bắt đầu lấy chăn với lại cả lấy thảm gói lại bộ xương của hai bạn. Chỉ cần hỏa táng nữa thôi là xong rồi đấy. Fire! Em đã hỏa táng chưa? Bây giờ chỉ cần lửa nữa nhưng mà... Đây, fireball. Fireball! Fireball! Mô tả đi. Xương vừa định nói gì thì Xương nói đi. Yep, có khi fireball là ý hay. Tại vì nó cũng là cái xác để đi đúng không? Isaac nhìn sang Rose người kiểu là mấy bạn có ổn nếu mà chúng tôi hoàn tan mấy cái xác này không? Rose vẫn đang kiểu khoanh tay nhìn, thằng Thon vẫn đang kiểu chui đâu căn, chổ mông lên ngồi chơi cờ bông bên trong đấy. Rose nói rằng các cậu cứ thử mọi cách các cậu có thể thử đi, không phiền đâu. Tiến lên. Nhưng mà hỏa táng là nóng lắm nên là đầu tiên là mình phải xây một cái chỗ để mình nấp vào trong lúc mà lửa nó cháy nữa. Thế là em bắt đầu từ mọi người dựng cái giường lên ở cái góc xong rồi là mấy đứa chửi ra đấy để cái lửa nó không tạt vào, hơi hơi nóng tạt vào người. Xong rồi là fireball đi ở trong cái góc kia kìa, xong rồi mình sẽ núp ở trong cái này. Xong rồi em hết mô tả rồi. Ok, đây là các vụ cách các vụ cháy xảy ra sao? Ê. Cái cảnh này hơi ghê một tí nhưng mà đây sau khi em anh đùa đấy nhá, không cảnh đấy không thể ra thật đâu. Sau khi đốt xong thì kiểu đấy không xảy ra nhá. Mình có thể bật tắt cái đấy để nó không lên YouTube nữa. Ok, phá cái đấy đi. Còn Silvery Bác mọi người không nhìn thấy gì hết. Cái Minh cùng Firebolt lên hai bộ xương. Tất nhiên đã bỏ cái thảm bên dưới ra rồi. Sàn nhà nó có hơi nóng đỏ lên. Sàn nhà nó cháy. Bộ xương cháy thành than. Minh, sau khi hai bộ xương nó cháy thành tro rồi. Nó không phải thành tro mà nó sẽ bị đen đi và bây giờ có thể bóp vụn ra được ấy. Bởi vì nếu để cháy thành tro nó sẽ rất là nóng. Em có thể thấy rằng sàn nhà đã bị mục ra rồi. Dừng lại ở đây được rồi, kiểu thấy. Vậy nước à? Gom cái phần bụi đấy. Em có chia thành hai bộ không? Có chứ đúng không? Có ạ. Em làm người tốt hả? Ừ. Chúng ta có thể đốt xuyên qua sàn nhà không? Ít nhất là thử thôi. Không cần đâu, bởi vì cái sàn nhà sau đấy sẽ sụp xuống. Sắp sập rồi. Đấy là chuyện tốt mà đúng không? Chúng ta sẽ có thêm một con đường có thể di chuyển khỏi căn nhà này. Ít nhất là mở đường. Ôi, những cô gái mở đường. Đúng vậy. Thế thì nhất là đón một người đúng không? Chính xác. Chúng ta một cái nữa là được. Tại sao chúng ta phải đi qua trái, phải đi qua phải? Chúng ta có thể đi xuống dưới. Chính xác. Kể đến sẽ không bao giờ ngờ bên đến. Dưới đó là cái giường ngủ của ông bố. Oh fuck. Cái giường ngủ ở phòng ngủ ấy. Không ngờ đấy. Mình sẽ không cần phải đi qua cầu thang nữa. Xem nào. Đi. Mọi người đốt xong. Mọi người làm gì tiếp với những cái cho đấy? Sẽ cho vào một cái gì để cho vào. Em sẽ tìm ở trong căn phòng này sẽ có cái gì đấy. Giống hai cái ly nước. Lấy con gấu bông không? Xong rồi. Y xem cầm ra. Trong đúng rồi. Vãi. Cùng nhau rạch cái phần lưng của gấu bông ra. Ui, cái này nó còn giống đi chùa ác quỷ hơn cả. Nào, nhìn nó rất là đẹp hơn một cái ly nước đúng không? You can cầm hai cốc nước không quay ra. It's so much better. Gấu bông tốt hơn rất nhiều. Nghĩ kỹ đi. Thế là... bây giờ hỏi Minh ơi, cậu thấy thế nào? Cái này hay cái kia? Mình đang đứng hình nhìn những chuyện đang xảy ra xong rồi kiểu lại đi quay vào úp vào vô tường tính. Không quan trọng cốc không được. Linh có thể nâng stack bằng cho nghe xa xa có tiếng đánh nhau không? Ừ. Tiếng chớ chân thình thịch. Bên ngoài này mọi người sẽ đầu tiên sẽ thấy. Mình sẽ dừng lại cảnh đây nhá. Tiếp tục sang cảnh của bên ông bố. Khi ông ta đi lên đây, ông ta nhìn thấy một người đang kiểu T-pose này, trùm chăn lên trên một thằng bé 10 tuổi. Cố gắng giả là một cái xác chết nhưng mà người anh ấy quá sống tươi tái luôn, trừ một quả nho. Ông ta hét lên, lại đến mày nữa, đến mày nữa Thon. Nó tát một phát mà bật nho rớt ra cái tấm vải chùm. Lúc này thì bác thân cũng đi lên, hắn ta nhận ra đây không phải là bác thân thấy cái tát đấy. Như vậy, lấy đà, cầm khiên trước mặt xong rồi chạy khuếch vào nó. Tất cả các hành động hiện giờ thì trước tay cần một tí nhỉ, để mô tả cho vui vui thôi. Nó sẽ không đánh nhau, nó sẽ không phải roll init. Bác thân
push vào nó để muốn nó thì làm sao? Đẩy nó rạch ra khỏi hai đứa trẻ. Hiện tại chỉ là vậy. Nó đang cầm một tay đang xách nách của Hải Đường. Actually, chỉ có thể đẩy nó khỏi nho xanh thôi. Okay. Thân strength bao nhiêu nhỉ? 14. 14. Thế cho roll 2d6 đi. I get. Okay. Sure. Đúng một. À, với hai. Thôi cái nữa đi. Dùng một effort. Effort. Nhiều một effort. Cứ giảm nữa khó xuống. Tâm. Ôi trời ơi. Thôi. Đắc thân đẩy được thằng ta Gustav ra khỏi chỗ cho hắn ta va phải những cái xác khác. Gầm lên tức giận. Lũ chuột ra. Làm sao lũ chuột này có thể xuất hiện ở đây được nhỉ? Nó thẳng là treo đường lên trên một trong những cái xác đấy. Cái xác nó đang giơ tay như này, đặt đường lên trên đấy. Em muốn bật vào tường trên chúng ta. Như thế nó sẽ không còn không khí mà không khí kinh dị bờ rồi mau nữa. Sau đấy tường cũng vẫn bị treo lên như này, người vẫn bị tường hết hòa đá rồi, nhưng mà giờ đường bị chuyển từ paralyzed sang frightened. Okay. Em cứng người, chuyển từ tê liệt sang sợ cứng người. Em hắn ta bắt đầu kiểu sắn tay áo lên, xử lý nhanh với con chuột này nè. Sau đấy tiếng công bát. Trời ơi, cái gì thế này? Nho xanh sẽ làm gì? Em thấy cái cảnh này đầu tiên, cái khi mà thấy anh bác thân đẩy được con ấy, nho xanh dơ con cái. Yes, sau đấy nho xanh. Tỉnh bát đường theo lắm, nhưng mà thôi, thấy đường ở trên kia chẳng phải còn an toàn hơn cả ở dưới này. Đúng rồi, để em yên. Để tôi một mình nhìn đến tôi. Nho xanh chạy, nó vẫn đang cố gắng xoay người vào tường. Thằng chạy chạy. Sau đó quay lại cảnh của Yuki, Minh và Iset. Mọi người nghe thấy những tiếng lẻng kẻng ở bên ngoài, những bàn tay đấm vào sắt, ý là bàn tay đấm vào vảy của Dragonborn. Thỉnh thoảng còn nghe thấy một tiếng nấc lên nữa. Trời đất, cái tiếng đó chắc là giống cái tiếng em hay cắn chú thân lắm. Ôi không. Oh my god. Rất quen thuộc. Đi em, bạn Rose còn ở đây không? Tức là Rose vẫn ở đây. Nếu mọi người mới chỉ đốt xác ầm cho om lại bỏ vào con gấu, ta nhìn thấy thế thôi thì vẫn còn. Cái gì nhỉ? Hũ cho của Thorn thì vào con gấu, còn hũ của Rose thì cho vào cái cốc nhá. Ok. Ok. Kế hoạch. 50-50. 50-50. Cái ngó tới bọn mình có vẻ như là cần phải lên một cái kế hoạch gì đấy ngay lập tức bây giờ, tại vì bên ngoài có vẻ là căng thẳng lắm rồi. Rõ ràng mình không siêu thoát được mấy người này trong hiện tại, nhưng mà đấy là một cách. Cho nên là Isaac nghĩ mình không nên bỏ cuộc trong chuyện đấy, nhưng mà mình cũng cần phải giúp mọi người bên ngoài ngay lập tức. Mọi người nghĩ sao đấy? Nhưng mà cậu biết gì không, cái bước cuối cùng để hoàn thành cái nghi lễ này chính là trôn cất đó. Vì mình cốt mấy cái huyệt vào dưới kia. Cái gì á? Trôn cất. Ok, mình có thể thử cái đấy. Nhưng mà mình phải đi qua chỗ lấy cái lọ xoàng. Mình có ý tưởng gì về chuyện này không? Ý xét đang có một ý tưởng. Ý xét nói đi, tại ý tưởng của mình nghe nó không có hợp vệ sinh lắm. Ok, chúng ta sẽ nói thêm về việc đấy sau nếu như mà bạn ổn. Ý xét nghĩ là lúc nãy mấy con ma mention cái phòng này, mấy người kia không thể vô được đúng không? Ừ. Nếu bằng cách nào đấy mình có thể lôi họ vào đây, tại vì rõ ràng mình không thể đánh được ông đấy. Ông ấy không chết gì đó. Thì ý nhất mình tìm cách nào đó lôi họ vào phòng này trước hả? Rồi bọn mình sẽ bàn tiếp làm gì tiếp theo từ này. Mình nghĩ là mình nhớ có vòng, có hai cửa thông nhau. Nếu như mà mình kéo người ta ở vào một cửa, xong rồi là mình đi cái cửa còn lại, mình quay lại lên trên, thì là mình đi lại. Cửa néo nhở, xin lỗi. Có cái phòng, có cái đàn mà Hải Đường chơi hay lắm ấy. Như thế, hoặc là cái phòng ăn ở dưới tầng 1. Lúc mà mình đang đu cửa như thế này, mình cũng thấy bắt thân đi vào bằng một cái cửa, mà khác với cái cửa mà mình đi vào nữa. Tức là mình chạy vòng xuống đi bằng cửa đấy. Đúng rồi. Mình sẽ để có nguồn tuộc quanh nhà. Không biết chạy có kịp không ta? Chắc là kịp chứ. Mình phải có niềm tin ở bản thân đúng không? Mình có nên chia đôi hay ra hai cắt không?
một người chạy đường đó, còn một người dùng cửa này tìm cách lôi họ qua đây bằng cách nào đó. Không biết. Nếu như mà họ không vô đây được thì mình chỉ cần ra chiều người họ thôi mà. À, chiều người nghĩa là sao? Là mình đứng ở trong này xong rồi mình nhìn ra ngoài kiểu đố anh bắt được em á. Tại vì người ta cũng đâu vô được đâu đúng không? Ừ. Như vậy thì... Nhưng mình sao ra? Không biết chúng ta còn có thời gian để có thể nghĩ đến từng cách một hay không nữa. Chỉ có thể thử thôi chứ sao giờ. Thanh đèn. Yuki chạy nhanh không? Yuki chạy. À, mình tính xấu rồi. Em speed thôi em. Em tích gì? Nếu em speed mà mình ôm cái cốc của mình dash thì là được 60 đâu. 60 đúng không? Của Sương là 30 ở EZ là 30 feet là ít thôi. Nhưng mà dash thì là 60 feet trên giây đấy. Thế cũng ngang nhau đúng không? Nói chung mình đều ngang ngang nhau. Thế bây giờ kế hoạch bọn mình ở chung với nhau và làm cái lúc nãy mình gợi ý, hay là bọn mình sẽ chia đôi ra một người dash vòng qua là kế hoạch của Yuki. Thế thì một người nên đánh lạc hướng, hoặc người còn lại thì chạy đi chôn cất. Ok, vậy thử ha. Ý là mình cũng có ai đợi chút để mình xem lại shit. Hình như mình cũng có disguise self, mình hoàn toàn có thể biến thành hai đứa trẻ, một trong hai đứa trẻ, một con rose nữa. Nhà đây nhiều rose. Xong rồi sau đó mình sẽ mở cửa và bước ra ngoài để mà ông nghĩ rằng là rose thoát ra ngoài được, tại rose bảo là rose không ra được đúng không? Vậy thì thế này đi, mình nghĩ là để mình cho cái lỗ kia nó thủng ra, xong rồi là mình thòng một cái dây xuống dưới. Thì có thể là mình chạy một vòng đi xuống dưới để cho đến đúng cái giường của ông bố, thì đu lên cái dây để cho Isaac kéo lên. Trong lúc đấy thì mình sẽ đi chôn cất xuống và chôn cất. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rất hay. Cái bây mà... giờ mình biến thành Thorn, mình dụ ông bố rằng là mình thoát ra ngoài được, xong mình nhảy xuống cái hố. Trong lúc đó bạn đi trốn đi Isaac, rồi khi nào mình dựng dây thì bạn kéo mình lên. Ok, vậy triển kế hoạch đấy ha. Không có thời gian. Let's go. Không có thời gian để nghĩ nữa. Thôi là mọi người muốn có tài hại không? Đi như vậy. Tính tĩnh nào, từng bước một. Ok. Em tên là... Đầu tiên là em định gai xe thành Thorn. Em chọc okay. Thủng cái sàn. Và ok. Em sẽ buộc cái dây rất là chắc chắn vào một cái thành giường. Thòng xuống. Setup okay. Is ok. Yeah. Mình sẵn sàng chưa? Mình mở cửa đây. 2, 3, bùm, mở cửa. Mở cửa đâu, bố cậu quái không? Lúc này là mình sẽ cinematic một tí đi. Ok. Chúng ta thấy thằng nho nó bay từ phòng này sang phòng kia. Phiêu, xuyên hai phòng. Đấy. Hôn, ai, nho. Bố nó ném nho sao? Sau lúc mà ông ấy đang đuổi theo nho tiếp thì đằng sau tay bắt thần phòng qua cổ, nghỉ lại. Thằng bố sẽ kiểu dừng lại ở giữa hai cái phòng này đi. Đấy là cả mọi người sẽ xoay cái. Không phải xoay thế này. À, xoay này không? Xoay như này, xoay như này, xoay như này. Đấy. Xoay từ trong ra ngoài. Các thân cố gắng đẩy nó lại trong phòng. Đó. Mình nghĩ nó sẽ như thế. Xong, em sẽ cầm một con gấu và một cốc xong. Nước xôi, chạy. Nào. Đẩy có đi, thể cho... Có thể cho khi mà Yuki chạy thì cả bác thân cả thằng kia dừng lại khoảng vài giây ngó sang. Được. Cái gì đấy vừa lướt qua người. Ông bác thân cũng đang sốc. Thằng này cũng nó cũng sốc luôn. Một con chuột tự nhiên chạy vào. Nước sôi. Trời ơi cái đéo gì. Yuki em làm gì vậy? Đừng phá chôn cất. Chôn. Thôi chạy tiếp. Đây không phải việc của mình. Yuki làm gì là đi chạy xuống nhảy qua những cái bậc thang. Tiếng cô ấy bé dần. Lúc này thì Sếp và Minh làm gì nữa nào? Chạy ra để mà ông bố, ông có đang nhìn về hướng em không, hay ông tập trung vào Yuki rồi? Ông nhìn Yuki, ông sốc vãi, mặt thân cũng sốc vãi, ai dừng lại.
tất cả mọi người nếu mà nói bổng bộ hay thì cả hai sẽ cùng bốc miếng ăn xem chuyện gì nó xảy ra. Em đang không biết thằng Thor nó sẽ kêu như thế nào, nhìn nó có vẻ là một thằng bản lãng vừa lớn, nhưng mà chắc là đi ra xong kiểu là bố ơi em roll cho anh một cái performance đi. Ừ là trời, em sẽ đứng hát để ba đích cho mình ở trên người xong rồi lần em sẽ đứng trên tường, em sẽ úp mặt vào đứng tường, trên tường úp mặt vào tường hát chúng ai thì chúng giúp ai thì giúp. Ôi trời ơi cái này cực kỳ hay nhá, biết gì không, cái này cực kỳ hay luôn. Em đang đi nhưng em ngã một cái đập xuống đất, mặt à vào đất. Nhưng nó lại giống thằng Thon. Thì mình setup là performance phải cực tệ thì mới giống. Xong rồi chứ rồi em còn đủ tỉnh táo để tự đích xem bản thân không? lúc mà Minh dưới dạng Thon ngửa mặt dậy ông bố lại đứng thằng Thon nữa. Giọng của mày không, chân ta không đủ à? Lúc mà lúc mà ông bố ông đang nhìn sang phía Thon bắt cho một tí lửa thiêng vào người. Mày để ý đi đâu? Hắn ta ngược lại một tí đi. À. Lửa cháy trên người của hắn, hắn ta cố gắng hồi phục. Meanwhile, nó xanh vẫn đang. Hắn ta không hồi phục được. Cái vết lửa cháy nó không hồi phục là secret của hắn mà. Trong khi mọi người đang căng thẳng quá, nho xanh bị đứt bay làm im ở đấy. Không, trời ơi, ai đó cho em mượn tim bỏng ô làm cinematic hay quá. Một cái đứa ở trên tường nó hóng nãy giờ. Chúng ta tường mà hóng được cái gì đâu, có nho xanh ngồi dưới đất thôi. Mình nghĩ đoạn này không cần đánh nhau đâu, mình sẽ cinematic liên tục vậy. Chúng ta bực tức chạy ra đạp bắt thân để xem, để ra kiểu định chạy ra chỗ của đang trách một phát đi. Không sao, thiện cứ cinematic thấy thế nào hay làm thôi, cho bác thân bị nó đạp văng ra bên bên quay dưới đất. Okay. Ho là tiền bảo, ho là tiền bảo. Em đang tính chờ Minh té gãy mũi mà thôi, chú đó bác đã ho ra máu rồi thôi. Ông ta chạy ra xách thằng Thon lên đứt mày nữa, và ông ta bế cả Thon vào xách nốt đường lên cắn không được. À, đường đã disguise thành cái khác chưa? Thôi, em không được. Ở đấy mà, thế em sẽ lại rú lên. Em ơi, là bố ơi, con xin lỗi, bố đừng bắt em mà. Sao em biết ai sẽ thành Rose? Lạy chúa tôi. Rồi, bây giờ ông bố này sẽ xách hai đứa bé đi vào phòng. Ông ta dùng chân đạp cái cửa ra, nhưng ông ta không bước vào. Có vẻ như cái bàn chân ông ta dừng ngay trước cái phòng đấy. Bởi vì căn phòng đấy là nhà của hai đứa bé đấy. Không mời này, không được mời. Thấy ông bảo mà không được mời. Ông ta ném hai đứa. Sao bọn này sống được lâu như thế nhỉ? Ném hai đứa vào trong. Lúc ông ta ném vào thì ở giữa phòng có cái lỗ ấy. Hai người ném qua chỗ đấy. Ở đấy có cái dây có thể bám vào tụt xuống dưới tầng dưới luôn. Bắt cua cảnh lấy sốc ra kiểu đạp ra kiểu ném hai đứa vào không ngờ có cái lỗ ở giữa. What? Cái gì vậy? Bạn anh thật với con phải nhẹ. Đây là nhà của con. Của Iset vừa đang làm gì? Không nghe được tiếng của anh ấy không? Không nghe thấy tiếng của anh á? Đúng rồi, nó bị mất. Nãy giờ em có nghe thấy anh nói đến đoạn nào rồi? Cái gì mình đường nói là sorry em cứ thấy camera chắc là nó bị delay hình á. Mọi người có nghe rõ chứ đúng không, nãy thờ anh tương tác mọi người cũng nhiều ấy, nghe thì nghe đến nào để lại em nghe đến đâu để anh mô tả lại. Em nghĩ là chắc vẫn nghe bình thường mà cái frame camera của nó bị chậm hay sao á. Okay. Đúng rồi, các bạn thân đang nói hình và tiếng của Linh nó hơi lệch nhau. Em thấy là nó rất là đều ấy. Không không được thế này. Thế là một hội người bạn yếu và một người hội bạn. Đỡ phận tâm. Không ai nghe nhìn thấy mồm mình nữa, thế là xong. Đấy. Iset sẽ đang trốn. Thế nếu mà hai bạn kia bị ném vào phòng rồi thì Iset sẽ đang đóng cửa lại ngay lập tức. Us.
Tiên cánh cửa này bị đóng ngược lại. Thậm chí là khi sếp đứng ở góc khuất của cửa thì ông ta sẽ không hiểu cánh cửa tại sao lại đóng lại. Đéo được mời. Phòng máy thoại. Trước khi mà cửa đóng lại, ổng còn thấy được hai đứa bắt cua xuống dưới này nha. Ừ. Cái cảnh đây mới là nhà ma này. Sợ ma lại. Mày nghĩ tụi tao vô nhà ma hả? Không, tụi tao hù ngược lại má. Lúc mà tiễu mấy mặt cửa ra vẫn thấy thôn với nhau ở trong phòng. Hai đứa nắm tay nhau nhìn ổng chầm chầm như là hai cái đứa nhóc ở trong The Shining á. Ông ta đạp cửa lần nữa. Trong vài giây Crow và Thorn kiểu trải lại cái thảm đấy để che đi cái vết ấy. Ngồi lên trên giữ cái tấm thảm. Mở ra thấy Crow với Thorn ngồi chỗ đấy kiểu bố lên thăm đúng con ạ. À? Bọn mày vừa chạy ra ngoài kìa. Bọn chuột nó thôi. Tụi con nào dám. Con đang chuẩn bị cho em. Quái gì nó xảy ra nhờ. Em sẽ chơi cái bông này. Em nhà này có ma à? Ông tưởng cái gừng, từ cái gừng cho nhà. Hôm nay chắc đủ rồi. Suki đã chạy cuống cuồng xuống dưới tầng. Nước rồi. Đi xếp xuống chưa? Đi xếp vẫn đang nép vào. Đi xếp sau cái cửa. Góc mù ông nội đâu không thấy được. Ông thôi em. Sao cái này? Đi đâu ấy nhỉ? Em đang ăn mỏng ngô ở bên phòng bên cạnh. Cả hai đang kiểu đang bị trọng thương, đang nằm dưỡng thương thì tự nhiên nó cho mình sorret. Yeah. Nó đứng thấy nó đứng nói linh tinh gì trước cửa. Cái gì? Con tôi đâu? Mấy con chuột nó cái gì? Lằng nhà lằng nhằng. Nhà này có ma à? Tất cả những gì mà bắt thân và cho nhìn thấy, nghe thấy. Lúc này, Yuki xuống dưới xong. Hai cái quan tài tuyệt vời. Chưa đóng cửa. Em. Anh đợt anh mô tả luôn nha vì nó sẽ như vậy. Ok, ok. Anh làm. Ném luôn. Hai con gấu đấy. Hai cái món đồ đấy vào. Đóng nhanh cái nắp quan tài lại. Cô ấy nghĩ xem trong đầu còn thiếu gì không. À, một bài cầu nguyện. Nó nhỏ. Tay lại. Đọc một giây 20 chữ. Một giây là xong. Là chỗ lừa. Bắt lâu luôn. Người bố lúc này đang kiểu đang không hiểu gì đứng trên này. Ông ta định bước xuống. Định chạy xuống dưới này. Là sẽ đi tìm ở dưới thực sự có gì xảy ra không. Bỗng nhiên mọi người nhìn thấy ông ta. Một cơn đau chạy dọc của tên này. Ngay khi mà cái ritual của Sai làm xong, cái nghi lễ của Sai làm xong, tất cả mọi người, cái mindset mọi người trở về như cũ, mọi người được đưa về cái từ chạy ra khỏi nhà. Lúc này thì em có thể thấy rằng hai cái bóng ma trong phòng tự nhiên biến mất. Iset sẽ nhìn thấy và cả hai nói với Iset là tất cả mọi người đều sẽ nghe thấy một cái giọng vang vẳng bên tai. Còn riêng thì Iset thì thấy cả hình người thôi. Thế là cảm ơn mọi người vì đã giải thoát cho bọn tớ. Yes. Cái đấy là hai đứa đã biện. Cảm ơn mọi người vì đã giải thoát cho bọn tớ. Không hiểu cái đấy. Đúng rồi. Sau đấy bọn cảm ơn mọi người. Riêng Nho không nghe thấy. Nho với bác thân không nghe thấy. Chỉ có những người đã nhìn thấy bọn nó thôi. Sau đấy là nói đi. Ăn tại tôi nói đi. Hết rồi. Sương nói đi. Okay. Đi xem biết là sắp đánh nhau ấy. Tại vì nếu con đấy mất thì probably cái phòng này cũng sẽ không còn tác dụng nữa. Nên là chuẩn bị muốn tấn công trước nếu được. Actually thì sau khi hai đứa bé biến mất, người bố gầm lên. Trên người ông ta xuất hiện những cái vết cháy. Và có thể ông ta teo lại trở thành một người bình thường. Trở về mấy cái kích thước của một người bình thường. Yuki cũng nghe thấy rất nhiều có một vài tiếng hét phát ra ở bên dưới tầng hầm. À, chắc đúng cần chạy lên đi. Marathon đúng là cho người stand out. Dash. Lúc này ra thì đây là liên phút mà Yuki học được Traverse. Đúng rồi. No, character. Everything makes sense now. Này, mọi người lên có thể thấy rằng tên bố này, ông ta kiểu người và mới teo top như là một quý tộc, không còn cái cơ bắp nữa. Vừa có những vết bốc cháy, một vết sẹo rất lớn mà lúc ban nãy bác thân đã để lại trên người của hắn ta. Không còn đánh nhau nữa. Ông ta ngước nhìn lên cho mọi người, cố gắng nói một cái gì đấy, nhưng mà không ra hơi.
ông ta đứng lên và cố gắng tung một cú đấm vào người bác thân. Nhưng ở này chuyện mô tả đoạn cái liệu đi ạ. Không, cho em đi, cho em làm một đường nhân văn được. Cho em trong hình dáng. Mọi người, mỗi người mô tả một đoạn cái liệu đi. Không, thành bọn nó không được nhân văn nữa. Em cũng đứng trong hình dáng của Râu xong rồi đến cạnh ông đấy. Rồi ngồi cạnh em bảo là bố ơi con kể chuyện cười cho bố nghe nhé. Nhớ không cả. Ý là cô vừa đang yêu. Bố biết không, ngày xưa có một con ma cà rồng. Con ma cà rồng đấy sợ ma. Con ma cà rồng đấy ghét con của ổng. Nhưng mà ổng ghét con của ổng. Con của ổng không ghét ổng đâu. Nó nhạt cho vì nó lên được nhà thế. Xong kể khác ổng. Em cứ tưởng tượng ổng giống như cái mềm Ash bị biến thành bụi chó. Cái con rùa đúng không? Đừng có xem chat. Mỗi người được một câu đúng không? Mỗi người một câu. Ừ, mỗi cả mọi người đều muốn làm gì với ông ấy thì làm. Ai đi nhỡ giết ổng ấy thì để cuối coi như là cái hành động đấy để cuối. Hmm. Đừng giết. This is closure. Nhà người ta đi. Để cho chị xin. Oh. Anh sẽ kiểu và tức là kiểu tôi mà hỏi là làm sao ông làm được cái này? Có giấy tờ, có ritual gì hay không? Ông ta nhìn lên chỗ của Sương. À, nhà của Sương là nhà gì nhỉ? Aton đúng không? Đúng rồi, nhà Aton. À, ta nhớ rồi. Ủa, có nhóc nhà Aton. Một cái gia tộc giàu có như mấy người làm sao hiểu được sự thất thế của Nhật. Lưỡi bị ngắn, lưỡi rụt lại. Fuck it. Người làm thế nào nhung lụa làm cho người ngủ mắt rồi. Quan điểm yêu lớn nhất của anh là không chịu học lịch sử và không quan trọng làm sao anh làm những cái phép này được. Ông ta không trả lời và ông ta tìm cách đấm một cái vào xương, nhưng bàn tay xương sẩu đấy không làm gì được. Iset cả. Iset đứng dậy bỏ cuộc. Mọi người muốn nói gì nói nốt đi. À, là tôi tỉnh ra tấn nữa thôi. Minh và Ác Thân. À, mình hả? Mình chắc sẽ kiểu từ bi đặt lên. À, không chắc không đặt đâu. Đặt tay. Nó tự đặt tay lên trên người nó xong rồi nó bảo là mong bác tìm thấy được bình yên bên kia thế giới. Gặp lại các con bác nha. Không gặp được đâu. Chúng mình lên trên đường mà. Còn ổng xuống địa ngục. Đâu, mình muốn gặp chứ. Mình muốn ông được gặp chứ. Đã nhất thì ở đó thì sức lực cả hai bên như nhau. Anyway, bye bye. Còn bác thân thì sao? Ông bác thân giờ lồm cồm bỏ dậy thôi. Chứ không có đủ sức để làm nhà. Có vẻ bọn trẻ con đã cho rất nhiều đam tâm lý rồi. Cookie đam cuối cùng nào. Ôi! Em chạy 341 cẳng lên sau rồi em đứng ở đấy lại cả thở. Gọi cấp cứu đi. Nhưng không phải cho tao. Nhưng mà sai. Mọi người biết cái meme mà ở trong Jojo mà kiểu một cái thằng đây uống trà xong rồi cái thằng kia đó đây bị đánh. Ông, nhưng mà bị mấy đứa nhóc đánh. Jojo Phật năm. Trời ơi. Đi tiếp đi. Mọi người sau khi đã đối xử tồi tệ với hắn xong thì một con rơi nó vẫn ở trong phòng này từ đầu nó hạ xuống dưới. Tên này hét nói là ôi xin lỗi, tôi xin lỗi lần sau tôi giọng từ con rơi phát ra không có lần sau đâu. Rồi hắn rồi cái hót đưa lên cái tay móc lấy cái nhẫn trên tay của ông ta ra. Một cái luồng sinh khí cuốn vào bên trong cái nhẫn đấy. Chúng ta rồi tuổi cha đổ xuống. Con rơi cầm lấy cái nhẫn và bảo rằng ta đã bảo mà thích ngươi ở trong hình dạng như thế này hơn. Rồi nó quắp cái nhẫn này đẹp cánh cửa sổ thứ mà nó vốn đáng lẽ không mở được. Nó lại mở được rồi. Con rơi bay đi mất và làn xương cũng dần biến mất luôn. Well, thế là đi tông cơ hội. Mình thấy cái con đó đúng không? Đúng rồi. Quay qua Yvette. Iset kiểu, cái đó là ông xì ca HD hả? Sao cô te vậy? Vãi! Đây là lý do sau này. Đây là lý do sau này mình nuôi im. Dễ thương. Cái đầu make sense nào. Mình cũng muốn. Mình ra là thế. Ông make together. Ôi, sao đắp. Event quá nhiều.
Thì Sơn thì có gì? Isetka là kiểu thở dài, kiểu phải ông đấy hay không nữa, nhưng mà tôi vẫn tiếc quá. Sao vậy, Isetka thích, Isetka muốn cái dẫn hả? Nhà này, đến là cơ hội có sức mạnh để sống vĩnh cửu đó. Tất nhiên là phải tiếc rồi. Thì cũng tiếc, ước gì hồi nãy bắt được, mình sẽ chia cho Isetka cái nhẫn, còn mình lấy con dơi. Không biết nó có thích ăn trái cây không ta? Mình này chúng ta có thể là bạn tốt trong tương lai đó. Em quay ra với Hải Đường, cậu ơi, tớ nghĩ là mình vẫn ở thế giới khác với người ta. Ờ khoan, quên, phải chạy lại, lo lắng cho bản thân nữa. Phải nằm để chết, phải thật nằm để bleeding. Phải ra đường chết. Hai đứa cháu, con rơi kia đẹp, không thể nhẫn đẹp hơn. Chết, không, đâu có thật. Phải thật kiểu bleed to death. Who can be? Who? Thì ra mình cũng không vào một con dơi. Lúc này thì cái suy nghĩ đi ra khỏi nhà nó đã xuất hiện trong đầu chưa? Thế lại rồi. Đó rồi. Đó. Ngàn xương tím biến mất rồi. Phải đưa bác thân đi bệnh viện nhanh nhanh nhanh. Không, để tớ. Kill hồn. Level spell slot cuối cùng. Kill hồn. Bệnh viện ở đây. Trời ơi, phải medicine liền. Medicine đâu rồi? Medicine. Ủa tại sao? Medicine có một phải. À, khỏe rồi. Đi nào. Đúng meta. Đúng rồi. Đúng meta mà. Thì sau đó mọi người sẽ tìm cách ra khỏi ngôi nhà này luôn đúng không? Ờ, ý là em muốn tò mò đi xem có mấy cái vật thể lạ đó chết hết chưa hay là nó vẫn còn, you know. Con vô còn sống không thôi. Ừ đúng rồi, muốn xuống xem coi tụi nó còn sống không hay tụi nó chết rồi. Ờ, lúc này tụi chôn xong rồi nghe thấy nhiều tiếng la ó lắm. Sao mình không chôn cả mấy bạn dưới kia đi? Ừ. Nhưng mà mình sợ lắm, vừa nãy ở dưới đấy mình nhìn thấy một đống người chết rồi là chúng nó giật mình ấy. Bây giờ mình xuống nữa lỡ như thế thì sao mình về nhà đi. Mình hai tay nắm tay Yuki kiểu khi mà một ai đó chết rồi thì mình phải an nghỉ họ, mình phải chôn cất họ đàng hoàng, phải cho họ một nấm mồ và mình, chứ không là họ sẽ thức dậy và nói chuyện với mình đó. Mình cũng cần phải tái sử dụng lại những cái tư sản của họ nữa, không nên để nó một cách lãng phí. Nhớ lại nếu như mình để họ không được, nếu mình để họ không mồ không vả thì người khác dễ sử dụng thân xác họ để làm những cái lễ tế lắm. Đúng vậy, chính xác. Mắt thấy xác chủ dung. Đây là cơ hội để chúng ta có thể thoát khỏi vùng đất này. Nếu ở tiếp thì cái con rơi hay cái đàn rơi nào đấy đến chúng ta đâu thể biết được. Nhưng mà cháu nghĩ là nếu mình không làm xong những gì mình muốn làm thì thân xác mình thoát ra rồi nhưng hồn mình đã thoát ra khỏi đây đâu. À, mình biết rồi, đốt cả cái nhà này đi. Hợp lý. Ý hay, hỏa tay tập thể. Đúng rồi, đi nhặt đồ đã. Đúng rồi, đi xong hành đường. Phương án đấy cũng được, đi không có tốn thời gian thêm vào đây nữa. Được, được rồi. Chứ dù tôi rất muốn điều đấy nhưng mà chú thần nói đúng, không biết là họ sẽ quay vào lúc nào và bất cứ thời gian nào mình tốn ở đây cũng có vẻ quá nguy hiểm. Hóa tán có vẻ là điều quan trọng nhất. Thì mình cứ đốt cái chỗ này là được. Anh sẽ ùa trong phòng cái chỗ mà để cái đống đồ của mình mà vừa nãy bọn nó vứt trong phòng qua đứa trẻ. Nó ôm lốt những gì nó lút được. Mấy cái phòng cổ còn anh Linh ơi, cái này em làm có được không? Em sẽ quay trở lại phòng của Thorn với Rose là cái chỗ cái thảm. Em tìm xem có lọn tóc nào của hai đứa đấy không? Nam Mô A Di Đà Phật. Tụi nó chết không có, tụi nó chết chỉ còn xương mà bạn cũng muốn lấy tóc tụi nó nữa hả? Rồi. Thật tại, tồi quá. Đốt được rồi. Đốt rồi mà. Đốt còn cho rồi, xài rồi. Thôi. Mình chỉ muốn tìm kiểu cái gì đấy để giữ lại kiểu nhớ về Thorn và Rose. Con gấu đó đã biến lấy con gấu bông. Có nhiều gấu bông. Anyway, nào mọi người muốn tương tác gì với những còn lại nữa không? Còn ra còn gì nữa không? Chờ mọi người xong cho xem đến bút cả cái nhà này. Nếu không thì mọi người ra khỏi nhà, tất cả những gì mọi người đã cầm ở trong nhà này mà mình không mô tả ở phần trước biến thành bụi. Có nghĩa là những gì mà mọi người đã lút ở bên dưới hầm nhá, và những thứ gì mình bảo là mọi người sẽ lút được có mô tả ấy. Còn những cái thứ mà mình nói là và rất nhiều thứ khác, những nhiều rất nhiều thứ khác mình không mô tả tại sao, bởi vì nó biến thành bụi đấy.
mình vẫn đang cầm cái đũa phép, có con dơi chởn xong rồi cứ kiểu tiếc rồi hay ớ gì được bế phần đấy này. phần đấy có tồn tại giữ lại được, anh đã mô tả kỹ rồi sẽ giữ lại được, nhưng những thứ mà mọi người bảo là đoạn sau ấy, từ lúc đoạn sau mọi người lút thêm ấy, và những thứ mà như kiểu bắt đũa đồ linh tinh, cái đèn chùm ai có cái bất kỳ đèn chùm đúng không, thì nó biến thành bụi hết. Wow, trên tay đường hóa thành cho mọi thứ thành về với các bụi. Đường thậm chí còn đau đớn hơn khi lúc bị ông kia bắt. bài học chúng ta bắt ra là gì? Sản. Các bụi trở thành các bụi. Yuki lấy cái đầu con cái sọ con chuột rút ra khỏi dao đưa cho đường cầm đi. Mấy cái trái táo có hóa thành bụi không vậy anh? Không, chớ không, táo nhà mình mà. Ai biết được. Rồi, mọi người sau đấy bực tức và đốt nhà đúng không? Đốt. Khi mọi người đi ra ngoài thì là vào khoảng ban đêm, tầm khoảng 2 giờ sáng. Nhưng mà đường khá tối, nhưng sau cái việc đốt đấy thì con đường nó không còn tối tăm nữa. Sáng như là cái tiền đồ của mọi người vậy. Wow. Đường nó không còn tối nữa. Tối lắm. Em thấy đường vẫn tối mà anh. Đường không những tối mà còn khóc lóc. Những cái căn nhà xung quanh, đột nhiên những cái thanh gỗ mà nó đóng ở trước những cái, nó cũng dần hóa thành bụi. Và mọi người có thể nghe thấy một vài âm thanh phát ra bên trong. Nhưng mình nghĩ chuyện này không còn quan trọng nữa. Bác thân, đúng không bác thân? À, bây giờ bác sẽ chỉ chăm chăm vào việc đi ra khỏi đây và để cho mình an toàn. Đúng không? Và thế là mọi người vẫn lên chiếc xe ngựa của mình, đi dọc theo con đường mà ban nãy nó thành một vòng tròn. Con đường đấy cuối cùng cũng đã đưa mọi người trở về được Baldur's Gate. Không biết là Yuki với lại Hải Đường có đi theo không? Ừ, trước đấy mình sẽ kiểu hỏi là bây giờ mọi người sẽ đi đâu? Where you go? Anh sẽ nhìn qua một tí, xong nhìn qua hai bạn kia là hai bạn không có nơi nào để về đúng không? Có mà, nhiều lắm, nhưng mà mọi người chắc là mong tớ lắm rồi. Thế thì... Em có thể đi cùng với bọn anh. Em có thể đi cùng với bọn anh một đoạn. Ít nhất là bọn anh sẽ đưa bọn em đến chỗ mà bọn anh có thể giúp đỡ em được. Thật ra em... nghĩ là lối sống của người giàu quay ra nhìn cái nhà chắc là không hợp em lắm. Em thích như bây giờ hơn. Đấy là người giàu thôi em. Đấy là người chết em ạ. Mà tôi thích như bọn em. Như chúng mình vẫn có thể làm bạn tốt mà. Đúng, mình có thể lên xe đi với nhau, đi về cổng thành, xong rồi bọn kia sẽ nhìn mình kiểu ôi, chúng ta lên xe của quý tộc đấy. Mình sẽ flexing với các bạn mình một tí. Chú Thân à. Đằng nào thì bạn Yuki và bạn Hải Đường cũng đã có công giúp tụi mình thoát khỏi chỗ đó. Thế thì chẳng phải là ân nhân của bạn sao? Cùng lắm thì cũng phải là một bữa ăn, một buổi tắm rửa, vài bộ quần áo đẹp. Được rồi, bởi vì là mặc nhập quá ở chỗ bọn tớ hay bị cướp lắm. Cứ mặc phèn phèn một tí, mọi chúng nó không thèm động vào mình. Tốt hơn. Bác thần sẽ... cứ ấp ừ cho qua, mà trong đầu bác đã nghĩ đến cảnh bố mẹ của mình sẽ rất bực tức, chửi bầm đầu và nhốt mình trong nhà không cho gặp ai. Trong khoảnh khắc này cứ để bọn trẻ con chơi với nhau nốt đi. Đây là lý do năm 18 tuổi mình mới mò ra đến văn phòng. Ôi trời ơi, mình đã bị cấm túc 8 năm. Chị gì vời, mấy đứa này vô nhau lâu đài. Sếp nhìn sang bác thân rồi, chỗ là bác là hộ vệ, người bảo vệ của mình đúng không? Hộ vệ hay là bảo mẫu? Không biết. Hay là bánh mì? Tôi cần dự trữ. Hay là bánh mì, ừ. Cần dự trữ. Bác nghĩ tất cả. Rào. Để bố mẹ của bạn ấy biết được sự vô năng của bác. Hàn xét là một chuyện thú vị. Ai xét xấu tính quá. Ừ. Đó. Không sao, chúng mình vẫn có thể làm bạn. Đây là... Đúng vậy. Thứ mà nói chỉ là sự thật. Vấn đề là sự thật này có thể được biết hoặc không được biết. Nhưng mà giờ ai cũng biết rồi. Có một số người quan nó trọng. Nó sẽ cầm được biết.
nó cứ cầm cái vòng cổ của ba mẹ, cái thứ cuối cùng được miêu tả cái này nó còn tồn tại. Rồi nó dưới vào tay ai xét. Đấy chưa, bác ấy bảo rồi mà, bác ấy là tất cả với mình á, cầm lại. Nghe sai quá. Nghe rất sai, nghe sai cực kỳ. Xong rồi xin lỗi. Sợ kêu đường phố đấy. Cái này, ai sẽ không nói rằng là ai sẽ đang tiệt dạy bác ấy. Nhiều hơn là anh sẽ nói ai sẽ có thể giúp bác ấy trong chuyện này đổi lại với một cái ân nghĩa gì đó. Wow, bé mình 10 tuổi lần đầu tiên thấy sự thấy blackmail. Cuộc sống khắc nghiệt. Yuki quay ra kìa. Cháu có thể là làm bất cứ gì cháu muốn. Từng này tuổi rồi, ta không sống từng này tuổi bằng sự làm theo ý người khác. Vậy là câu trả lời là không đúng không? Bác không hứa. Bác một đời linh khí. Nếu như mà cái vòng đấy không đủ thì Yuki rút ra một quả lê. Quả lê này bác thân cho bọn tớ đây. Đúng rồi. Từ bức này bác không nữa mà. Câu trả lời là cháu có thể tiếp tục chơi với mấy đứa bạn hoặc cháu có thể đi bộ. Mày đi rồi ai. Tao có xem nữa. Đặt quả lê vào tay của Insect. Insect cầm quả lê vào ngồi xấu không nói gì nữa. Một ngày ấy gì, một đêm rất dài. Sự thở dài một cái và tiếp tục nhìn đường. Sau một cái đêm rất dài, sau những cái ngày, sau những cái thời gian khắc nghiệt trong căn nhà ma đấy, cuối cùng cái cổng phía nam của Bandergast bắt đầu hiện ra trước mặt. Yuki có thể thấy quanh cái cổng này có những người ăn xin ô đài lại, bọn họ bị ngăn không cho vào thành. Đó là cái cảnh mà Yuki thường thấy. Nếu như mà có một cái người quý tộc đi ra, họ sẽ thỉnh thoảng sẽ ném vào sau tay của Yuki vài đồng bạc. Và thế là cô ấy sẽ có một ngày ăn ngon. Thế nhưng mà lúc này, khi ngồi trên xe cùng với bác thân, cùng với Nghi, cùng với Iset, cùng với Nho, những người lính lại vốn rất là ô lỗ, lại đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, đã đứng ra sang một bên để cho cỗ xe tiến vào. Và session của chúng ta kết thúc ở đây. Yay. Yay. Oh. Đúng 12 giờ. Đẹp quá trời. Perfect ơi. Anyway. Chúng ta còn tự bữa ăn ngon và mình thì còn chơi. Hôm nay là chúng ta đã kết thúc được DLC của Thám Tử Nước Sâu. Yay. Sau chúng ta về cốt truyện chính đúng không thiện? Đúng rồi. Yeah. Buồn. Ôi, sau đợt này nha, mọi người lên cấp 3 là vừa có trận chính. Wow. Oh, wow. Nó lại hợp lý. Nhưng mà cái timeline nó hơi xa nè. Kiểu cái timeline em tốn tới mười mấy năm để lên một level hả? Bởi vì em không được ra ngoài đấy. À, tại vì em bị nhốt đúng không? Em bị trong tù, em bị vô tù. Đấy là milestone em ạ. Chơi được milestone cốt truyện. À, em phải ra khỏi nhà em mới lên được cấp. Anyway, ta lại đến với màn XP tình thương nhỉ? Yeah. Tục lại theo lượt trên Discord này nhá. Tài lại đầu tiên. Tại sao lúc này em đầu tiên nhỉ? Ừ, bật TV á. Sao là TV? Ừ. Xài trước đi. Session hôm nay cũng như là cái nhà ba đợt này là cái nhà ba best nhà ba và em chơi của anh ha. Một trong bảy cái nhà bạn. Em cũng rất là thích cái đoạn cuối anh mô tả thêm để có thêm một tí kiểu cái insight cho UK về sự phân biệt giàu nghèo các thứ. Wow, very cool, nó nói thẳng trực tiếp vào coming. Everything is canon. Mấy buổi hôm nay không biết là anh Linh cuối sắp xếp hay là nó là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà có nhiều thứ cảm giác nó lại canon như thế. Nó hoàn toàn là ngẫu nhiên. Cực nếu em tin này.
inside idea. Ok, nghĩa là về đêm mà đối với mọi người thì xem nào, đối với lại cả các cụ đi một vòng, đối với đường, wow, vẫn là những mà trời ơi, cứu cánh đỉnh cao, kết quả mà đường biến thành râu rồi kéo cho ông bố đi mất ấy, wow, IQ 300. Xong rồi cả mọi người khác, hội trẻ con có quả tính kế rồi là đi tùa các thứ trong phòng cũng wow, đỉnh cao. Em rất là thích cái đoạn mà anh Linh cho mô tả là ông bố nhịp vào xong rồi đi xét đóng cửa lại rồi ông đấy bị kiểu oh what the hell. Cái đấy hay lại, cái đấy đúng là best highlight hôm nay. Với đắc thân và nho, mặc dù cái đoạn đầu em cảm thấy là cái in cha thì bắc chân và nho đứng là kiểu hai người lớn hơn ấy thì đi thám thính các thứ như thế rất là chuẩn 100% lo, nhưng mà như thế em lại cảm thấy làm cho hội trẻ con thụ động hơn. Nhưng mà sau đấy thì bắt đầu đến cái đoạn vọc lọt cái là check kiss. Ok, thì chắc hết phần của em rồi đấy. Còn Nho, Minh và Thương là sẽ là mọi người và tốt như mọi ngày đúng không? Không có gì thêm đúng không? Đấy là đi theo nhóm rồi đấy. Ok. Ok. Vậy cảm ơn Sài thì những lời nhận xét. Đến tiếp theo đi. Được. Mình xin một ít Yay. Nhận xét đấy. Hôm nay dạ vâng, chơi vẫn rất vui. Cốt truyện thì vẫn ok, gây cấn đoạn cuối có ca trạng. Sao là cái đoạn đó? Đoạn đầu đúng là em cảm thấy nó hơi bị chậm ấy. Nên là em sẽ ngồi xong rồi não em bay đi mất đi, xong rồi em không biết em đang ở đâu ấy. Nhưng mà em thấy rồi, em nhận ra là không một câu chuyện nào mà thiếu được những sự chơi ngu cả. Là đặt em, thì là em lao ra thôi. Cái đấy nó cũng mách với nhân vật là con hạng đường thì phải đi tìm bố. Thì cam nào mà không có bố hạng đường thì là hạng đường fail rồi. Thế là em đi ra trận bố luôn thì nó nhanh. Câu chuyện nhân vật thôi. Chọn đấy, Cam vẫn rất là vui, vẫn có những cái kết rất là tuyệt vời về cách mà ông bố tìm hiểu và hy sinh đứa con của mình, các thứ này khá là ngon, nhăm nhăm, ngon tuyệt vời. Về các người chơi khác thì em vẫn rất vui, rất là cảm giác như hôm nay đoạn cuối chị Sương bắt đầu vào nhịp với mọi người hơn, bắt đầu kiểu yo let's go các thứ hơn. Nên là lúc hết game rồi. Nhưng không sao, chúng ta mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Kết thúc cái này rồi. Mới đấy. Cảm giác mọi thứ bắt đầu vào nhịp rồi. Còn về Nho thì đoạn đầu Nho đúng là một kiểu người kiểu tìm tòi thông tin và tao sẽ là người hy sinh trước các thứ ấy. Nó vẫn ổn đấy, về cách chơi, về đối chơi với nhân vật nó không ý kiến gì cả. Thế mà để bảo có góp ý Nho nhỏ thì đường cảm giác nhiều lúc mọi người đang nói trong một câu chuyện khác, xong rồi Nho sẽ hưng phấn về cái hành động nhân vật mình ấy, nên Nho hay quên mất và nói ngay vào lúc đấy, sẽ khiến mọi người cảm giác bị cắt lời mà từ đấy Nho không quý. Ngày nếu được thì đừng mong là chúng ta có thể để ý hơn cái đấy, bởi vì mình còn chơi một thời gian dài với nhau thì có thể để mọi người chạy hết cảnh của họ xong rồi qua cảnh mình cũng được. Còn về anh Thiện Sài hay gì đấy thì mình hay nghi thì chúng ta vẫn chơi với nhau từ đến giờ mà ngon lắm thiệt mà mọi người ơi, hòa mà em yêu cả nhà thế nào. Cảm ơn những cái lời chúc không càng ngày càng về cuối. Những cái lời nhận xét của đường mà càng về cuối càng nhiều gọi là tình cảm. Xin phép là mời Thiện mình xin một ít nhận xét. Buổi hôm nay Thiện thấy mọi người khi mà nhập vai đã chủ động kéo những nhân vật mà chưa được bao gồm trong cảnh vào để roleplay hơn. Thiện rất thích cái điều đấy. Ví dụ như là nhân vật của Sài, nhân vật của Đường bắt đầu kéo thêm cả nhân vật của Nghi với nhân vật của Sương vào trong những cái cảnh mà roleplay. Và Thiện mới cảm thấy nó hoàn toàn tự nhiên, không có vấn đề gì cả. Nó bắt đầu được cho những cái sự bonding hơn của nhân vật chúng ta. Đấy là có thể khi trong nhân vật của mình thì mình cảm thấy khó, nhưng mà về mặt người chơi mình thống nhất với nhau là mình để mình chơi được vui với nhau thì mình sẽ nói chuyện với nhau trong nhân vật, cho nhân vật mình nói chuyện với nhau, và thế là đạt được cái mục đích của buổi chơi. Về mặt cái gọi là cái pacing, cái nhịp độ của câu chuyện thì cái đoạn cuối của chuyện Thiện cực kỳ thích là những cái phần cinematic, những cái phần mà chúng ta phải sáng tạo để xử lý tình huống, cũng như
không nhất thiết phải dựa mọi thứ vào xúc sắc, mà chúng ta hoàn toàn có thể là tung hứng khi mà miêu tả những gì đang xảy ra. So với cái đấy thì đoạn đầu Thiện cũng thấy nó hơi bị chậm. Cái phần có thể là do cái gì nhỉ, sở thích cá nhân của Thiện khi mà chơi một cái campaign, thường khi mà có bật bản đồ lên xong mỗi người di chuyển từng ô một, Thiện cảm giác là nó hơi chậm nhịp. Và việc phải tách đoàn ra, mặc dù là nó hoàn toàn đúng với nhân vật, nhưng mà việc mình tách ra cho Nho với cả bác thân đi trước, Thiện cũng thấy khiến cho mọi người khác ít đất để có thể chơi với nhau hơn. Cái đấy thì cũng là một cái mà Thiện cũng phải suy nghĩ khi mà làm một người dẫn thôi, cũng tùy tình huống. Thiện cũng không có cái kiểu cách xử lý nào mà hoàn toàn là tốt đẹp cả, nhưng mà đấy vẫn là thứ mà Thiện cảm thấy và Thiện muốn chia sẻ. Và mọi nhân vật thì cái nhìn chung cái phần cuối nó vẫn là cõng tất cả mọi thứ trên lưng do Thiện, và Thiện cảm thấy là buổi chơi nó có được một cái kết, có phần hoành tráng, có phần hoàn hảo, mọi người đều chơi và toát lên được cái tính cách của nhân vật mình, có vẻ riêng. Và kể cả cái đoạn cuối Sương roleplay thế, Thiện cũng rất thích là Sương đã đẩy được những cái tính cách đặc biệt của nhân vật mình lên, chứ không phải chỉ là một nhân vật mình chơi cho một one shot rồi thôi, mà đều cống hiến cho cái câu chuyện của bọn mình. Có thể là câu chuyện này, những nhân vật này không trực tiếp tiếp diễn, nhưng mà nó vẫn là cái thứ ảnh hưởng đến câu chuyện chính của mình về sau. Nói đến đấy thì Thiện xin kết thúc, và một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người đã cùng chơi một buổi hôm nay, hang out với nhau, chơi một câu chuyện mà Linh đã chuẩn bị và improvise một cách xuất sắc. Improvise thành canon luôn. Dụ tay. Quét quét. Cảm ơn Thiện vì những lời nhận xét rất là sâu sắc vừa rồi. Đến lượt mình đi. Thực sự thì cũng giống như ba người trước đã nhận xét rồi. Cuối con Appetit không phải bàn, là ghế vì nó không phải bàn. Những nếu phải nói ra thì cái xử lý của mọi người, à, trừ cái cuối của Sài thì em biết rồi, còn lại thì những cái pha critical thinking của mọi người rất hay. Mọi người tương tác nhiều với thế giới và nghĩ ra rất nhiều cái mà mình sẽ phải viết lại script trong 10 giây. Rất hay. Mình rất enjoy cái câu chuyện đó, cái phần mọi người chơi, và nó làm cho câu chuyện mình một cách nào đấy nó lại rất là hợp lý với lại câu chuyện chính của mình. Mình đã từng gọi là nói với mọi người rằng là đôi khi trong những cái chuyện mình viết ấy, mình viết rất là chuẩn bị câu chuyện rất là ngẫu nhiên thôi, nhưng mà thế nào nó lại cứ canon event, thì hôm nay nó canon event thật. Đấy. À, lại nói về phần cuối như thế thì lại nói về phần đầu. Phần đầu mọi người có để thấy hơi bị chậm, mình cũng thấy thế. Nó là một cái tình huống khó xử khi mà thế giới nó xuất hiện, và mọi người cũng phải xử lý câu chuyện về nó, nhưng mọi người kiểu sẽ khi mọi người bắt đầu cẩn trọng ấy thì câu chuyện nó sẽ bị chậm đi. Tự thì bản thân mình cũng chưa tìm ra giải pháp cho cái đấy. Từ khi là mọi người đã chơi với nhau lâu rồi và mọi người sẽ có một cái mô tả dài, mình đi căn phòng này nếu như thế này thì như thế, nếu như kia thì như thế này, thì nó sẽ rất dễ. Nhưng mà bởi vì là chúng ta có hai người mới vẫn chưa quen với nhịp độ thì nó sẽ không như thế được, nên mình sẽ thông cảm và mình cũng muốn mọi người thông cảm cho mình đoạn đấy. Về phần tất cả mọi người thì hôm nay chỉ mình cũng rất vui là Sương đã bắt đầu bắt được cái nhịp để roleplay của mọi người rồi cái tính cách của nhân vật của Sương cũng thế, à, cuối thì rất là rõ, không có gì để chê cả. Cảm giác như Sương bắt đầu hòa nhập rồi, còn mình thì hòa tan. Ok anh. Minh bây giờ kiểu cái trước nhá, mình muốn nói cái cảnh rất hài là đầu cái short cam này, Yuki là cái đứa nói nhiều nhất, thì cuối short cam nó lại là đứa nói ít nhất. Nó bắt đầu run rừ lên vì sợ. Minh thì ngược lại. Tình huống càng sợ nó càng cười. Character development. Character development. Rồi. Không có gì để chê cả. Mình xin hết phần nhận xét và nhường những cái lời nói tiếp theo dành cho Sương ạ. Sương à? Không phải Nho. Mình ở bản hình của mình là Sương trước Nho. Ồ, okay. Màn hình của em cũng vậy. Màn hình của em là Sương trước Nho.
Okay, okay. Interesting. Sorry, nãy nãy giờ đang contemplate lại. Xưng đồng tình bán thiện này xưng cảm thấy rất là trân trọng, bởi vì có vẻ như là mọi người không ngừng kéo nhau lại, khiến cho cái cuộc nói chuyện nó cảm giác như là có nhiều người cùng tham gia và nó thú vị hơn đó. Ví dụ như là giữa Xài, Đường, Sương, rồi Minh, hơi tiếc là vẫn lép eo nhau một chút. sẽ improve, mong sẽ cái đấy nó sẽ thay đổi, tiếp tục mở rộng trong tương lai thêm. Sương khá là trân trọng một cái moment mà khi anh Thiện nói là cái kiểu lúc đấy cái câu cái kiểu là nhắc một lại ở bên ngoài vẫn đang có chuyện xảy ra. Nó, tại vì Sương rất là enjoy kiểu một số cái moment Sương mong muốn nó căng thẳng. Nếu mà Sương cảm nhận được mọi người cũng đang treat nó rất là căng thẳng thì Sương sẽ vô cái mindset đấy ngay lập tức. Sương sẽ snap và kiểu yep, và phải treat cái này căng thẳng, và nhưng Sương sẽ bắt đầu work rất là mạnh ở trong cái khoảng đấy. Nên là sẽ appreciate cái vụ đó. Sương cũng thích cái đoạn mà khi mà bắn fireball xuống sàn đúng không? Rồi kiểu tự dưng DM cho phép. Đúng rồi, DM cho phép là cái fireball đấy nó có thể bơi được cái sàn và nó xuống được dưới đất. Cảm giác giống như một cái moment khám phá được cái gì đấy mới vậy. Không ngờ một mình làm cái này mà nó ra được cái này. Nên rất là vui khi được thấy cái solution đấy. Sự biết cái này giống cái gì không? Đúng rồi. Giống cái khúc mà mình ở Act 2 ở Baldur's Gate, mình đánh vô cái sàn ở cái chỗ Soul House, xong rồi nó rớt xuống cái hầm ấy. Còn đừng sợ spoiler lắm. cái kiểu đó. Với lại bên cuối Sương cũng rất là khi mà nhóm của Xài, nhân vật của Nghi với lại Sương kiểu lên kế hoạch với nhau, và mọi người kiểu nói ý tưởng của mình là cuối cùng đưa ra một cái kế hoạch gì đấy mà nó cảm giác rất là work á. Sương rất là enjoy cái đấy. So thank you so much. Yeah, that's about it. Không phải là tại vì mình biết trước plot. Nhưng mà nó hoàn toàn match với cả những cái mà thật sự là cái con nhân vật của mình sẽ thinking cái lúc đấy. Vậy là tốt mà, cứ sướng vậy ha. Also, câu cuối của chú Thanh, I really like it, vì nó ngắn, nó đơn giản, nhưng mà nó effective quá. Nó sâu được cái góc nhìn của cái câu trả lời của chú Thanh là gì, và đâu sao không nói câu đấy thẳng ra. Và nó cũng vừa đặt nhân vật của Sương vào một vị trí mà phải suy nghĩ là shit. Ôi, chú Thanh kể đi, ôi, mấy đứa con nít. Tao già rồi, tao cũng chơi được bọn mày. Đây có phải anh Linh bị đứng cao à? Không phải, Linh chỉ anh đứng yên, sexy chỉ đứng rất yên thôi. Anh scale cứng ngắc in real life. Từng nói xong rồi. Không còn gì nữa không? Không á. Cảm ơn Sương vì những lời nhận xét vừa rồi. Đến mình chuyển mic cho Minh nhé. Ủa? Tớ nhỏ. Nhỏ. Sương vừa mốt mic nên nó nhảy chỗ đây. Ok, thế đến Nho. Alo Nho. Chắc nó đi vệ sinh. Sợ quá mình. Được gì chưa? Alo. À, đợi, alo. Đây, nghe được rồi. Nó không đi vệ sinh chắc chắn luôn. Alo. Alo. Không nghe thấy rồi. Thế gọi từ địa ngục. Trời ơi. Anh nhỉ? Đâu rồi? Nếu mà kiểu bắt đầu với em thì vẫn bắt đầu với DM vậy. Trước khi nói cái gì với anh Linh thì anh Linh có thể giải thích cho em là anh bảo hai đứa bé kia vẫn ở trong cái phòng đấy từ đầu đến giờ đúng không? Đúng rồi. Thế ở cái can đầu tiên tại sao chúng đi ra ngoài, hai đứa đứng ngoài gì vậy? Nó không phải thật đâu. Nó là ritual. Nó là thứ bẫy mọi người vào đây. Magic. Nó là hai con người đất xét. Magic. Explanation. Biết được giải đáp. Tiếp đến thì cái nên là nó như này này, hai con đấy ấy, nó sẽ chỉ có một cái ký ức hiện tại thôi, có nghĩa là đến đúng cái mức đấy, nếu như mọi người có một câu hỏi ấy, là bây giờ là ngày nào, mọi người sẽ biết được, nhưng sẽ chả ai hỏi cái đấy cả, biết mà. Nó sẽ dừng lại ở mức hai đứa chết, nên là nó vẫn biết được tên của mọi người, thì sẽ setup là như thế. Nói đến Sai không, Sai vẫn là chị của em thôi, không có gì để nói cả. Mặc dù hôm nay đúng rất là nói ít hơn thế hôm qua. Trời ơi, đến với chị Đường thì chị, ôi em cảm ơn hai người vì đã cứu em. Trời ơi, ban đầu nghĩ là kiểu bà sao nhở, cái bà vợ là cái bà Mên ở dưới, gọi bà Mên, cái bà Mên bà đi ra chỗ khác, em tưởng là em nhảy vào trong cái quan tài đấy không sao. Sao anh Linh làm cho bà đi thế?
cũng cảm ơn hai người đã cứu em. Còn sao nhỉ, còn cải thiện, còn mấy cái mà chị Đường bảo em cải thiện thì chắc là không cải thiện được đâu á. Tại vì cũng còn chơi đâu mà cải thiện, trừ khi anh thiện cho em thêm thời gian để cúc maybe may ra, ai biết được. Của Nho Xanh chỉ có thế là ok. Cảm ơn những lời nhận xét rất xúc tích của Nho. Hảo xúc tích mình luôn. Xin chuyển mai cho ai? À cho em hả? Ừ. À ok. Đợi xíu, để ngồi thẳng dậy cái đang nằm. Nhận xét từ trên xuống dưới đi. Yuki hôm nay em cảm giác Yuki rất là dễ thương, chắc vậy, chắc hỏi. Em rất là thích cái cảnh mà Yuki đứng thi phu xong rồi thằng Minh núp đằng sau nách. Sau này em biết là trong tương lai thì chắc nó cũng sẽ như vậy, nhưng mà em nghĩ là Yuki sẽ là loại người chạy ra chạy trước chứ. Chờ vợ scout quá, em nghĩ Yuki sẽ chạy trước khi mà thằng Minh kịp trốn đằng sau Yuki, nhưng mà em cũng rất là thích cái cách Yuki nghĩ đến cái chuyện bỏ vô trong ly, tại lúc đầu thằng, nhưng mà nếu như mà Yuki bỏ cho người ta nó vô ly xong rồi thằng Minh nó sẽ nghĩ ra ý tưởng là mình bỏ vô bụng mình thì sao ấy. Và cái ý tưởng nó không có được sạch lắm, nên cảm ơn Sương gì đã nghĩ ra cái ý tưởng nhé, vô có bông. Thank you. Vô có. Nếu em bước cho vào bụng anh không biết phải nấu như nào trong 10 giây thôi. Em nghĩ bước đó nó sẽ nấu cái vào lọt này gì vào lòng đất anh. Tại vì em vừa mới ăn đồ ăn xong mà kế bên kiểu em ăn gà lắc phô mai xong rồi cái hộp kế bên em nó còn một đống bột phô mai, xem kiểu là qua cái này mà bỏ vô bụng thì chắc là cũng giống cho mà ha. Anh biết gì không, nếu như mà như thế em nghĩ là Yuki sẽ mang cả con gấu bông của mình xuống tầng hầm. Dạ thế là em may nhân vật mối vô cam. Về Đường thì cái việc mà Đường nhảy ra disguise self để mà đánh lạc hướng cứu Nho, for some reason mình deja vu cái cảnh đó vậy, kiểu mình thấy cái cảnh đó xong mình kiểu sao cái này nó quen quen ta, kiểu như là mình đang chơi với lại nửa cái tai nghe và 3/4 cái đầu, xong mình kiểu là ô Nho bị bắt rồi, chắc trong vòng 3 giây nữa Đường sẽ nhảy ra và biến thành cái con nào đó để mà dụ cái ông kia, một là biến thành con của ổng, hai là biến thành con quỷ đó, hoặc là tệ hơn là không biết là cái gì luôn. Wow, mọi chuyện theo đúng như những gì mà mình nghĩ. Chắc là một là mình chơi với Đường rồi, xong mình đọc được những con đường đi nước bước. Tại lúc đó mình cũng định làm trò tương tự mà mình cũng kể là hình như mình cũng có disguise self, xong mình kể là khoan chết mẹ, thằng Minh nó perform mình hay là nó làm cái gì đó nó xạo không được, xong nó té đập mặt rồi nó chết nữa. Xong rồi mình kể là khoan không được, mình là nhân vật chính mà lỡ mình chết thì cái cao như vậy đó. Cũng có một cái nữa là mình hốt trong tâm thế để giữ cho tất cả mọi người còn sống. Đúng rồi, anh em đang chuẩn bị tới khúc đó luôn. Ngay cái khúc ban đầu, cái khúc mà mọi người bảo là tại sao lại chậm như vậy. Thực ra em đang kiểu nếu như mà cái này in character, thằng Minh sẽ là cái đứa đi đầu tiên, xong rồi nó sẽ chạy đi tìm tất cả những cái phòng, xong rồi chú thân phải chạy đằng sau kiểu Minh ơi đừng có đi nữa. Nhưng lúc đó trong đầu em đã sẽ một suy nghĩ chạy ra đầu, thằng Minh là nhân vật chính, nó mà chết thì làm sao đây, nên em phải chơi hèn anh ạ, em phải hèn hạ, em phải là một con chuột nhắt đi đằng sau tất cả mọi người, chứ mà thằng Minh nó đâm đầu vô chỗ chết thì không có cam thám tử nước sâu nữa anh. Cam ở ta em để chỉ là một di tích thôi anh ạ. Cam tiền đấy thám tử nước sâu có người cầm cái ảnh như này này. Nó thành nó, từ đó hình của thằng Minh từ avatar nó thành di ảnh anh ạ. Anyway, còn về chú thân thì hôm nay chú thân bị đánh, bị hành rất kinh khủng, nhưng mà adrenaline ở bên lũ trẻ kiểu yeah, chúng ta đã giết được kẻ xấu xa rồi, yeah, con ma cà rồng đã biến mất rồi, bác thân nằm bleed to death, yeah. Nhưng mà không sao, cái cảnh cuối rất là cute. Cái cảnh cuối em có thể tưởng tượng được rằng cảnh mà bác thân và Nho vẫn còn tỉnh, xong rồi đánh xe ngựa, xong rồi nguyên một lũ trẻ tại vì đã quần quật một đêm, không biết nữa, một đêm hai ngày gì đó, tụi nó ngủ hết ở trên xe khi mà chuyến xe đi về phía Baldur's Gate và bình minh ló dạng, very cinematic, very đẹp, rất là muốn vẽ nhưng mà lười quá à, ai trả tiền thì em vẽ cho. Anyway, thì yeah, em rất là thích nhân vật của bác thân, mỗi lần mà anh Thiện đang chuẩn bị cắm cái cờ dead flag lên đầu bác thân là em đang cầm con dao lên chỉ vô màn hình, giống như cái meme mà cái con mèo bị chỉ dao á. Do anh Thiện đó mà anh Thiện không giết bác thân, anh Thiện mà giết bác thân là em sẽ bắt bút bé bay ra Hà Nội để giết anh Thiện.
Hay là nên làm thế để rủ mình đi chơi trên Hà Nội? Nên là vậy, nên là vậy. Còn về anh Linh thì khi mà em chơi em ít nhìn camera của anh Linh lắm, nhưng mà mỗi giây phút mà em cảm giác như là cái cam này nó nấu cái gì đó, em có thể cảm giác được trên gương mặt anh Linh là biểu cảm của 7749 kiếp nạn, kiểu chết mẹ rồi, tụi nó lại bẻ lái đi đâu rồi, không, ôi không, mình lại phải cút một cái vlog mới ư. Em cảm giác rất may mắn vì anh Linh đã dẫn đường cho chúng em đi ra một lý tưởng chân trời mới tốt đẹp hơn, chứ mà anh để tụi em tự do bay nhảy thì em e là không chỉ có mỗi một mình Nho nằm trong quan tài, mà tất cả mọi người đều nằm trong quan tài và chôn dưới số tức đất rồi, bao gồm luôn cả vợ con của ông Gus, ông nhà The Lusker, và cái con dơi kia sẽ là pet của em. Anyway, rất vui. Cảm ơn anh Linh đã hốt cam. Được, em có vài câu hỏi về plot. Thứ nhất là nếu như mà em hỏi tụi ở ngoài kia, cái tụi mà không phải là Rose Thorn ấy, là mấy bạn ở đây bao nhiêu ngày rồi, thì nó có effect như cái câu hỏi kia không? Lúc đấy sẽ có hai trường hợp. Thứ nhất là mình sẽ nấu lại câu chuyện. Thứ hai là đó, mọi người sẽ thấy có gì đấy vô lý, nhưng mọi người sẽ chưa track được bởi vì mọi người cấp 1 ấy. Thì đó là một trong những câu hỏi mà em tính đặt ra, nhưng mà em nghĩ là thôi đặt cái đó có vẻ cao siêu quá, em lỡ em chọc vào trong bị gạo rồi gạo nó lại đổ ra là không có đồ ăn nữa. Câu hỏi thứ hai là bốn cái đứa mà bị Nho xinh xinh ở trong góc, có phải là giết tụi nó thì sức mạnh của các ông kia tăng lên không? Bọn nó là những đứa sẽ là nói sao nhở, bọn nó là tín đồ, nên là giết bọn nó thì bọn nó sẽ chuẩn bị biến thành mấy con gu thôi. Nó chuẩn bị biến thành mấy cái con mà bắt mình ở ngay cái chỗ Mountain Pass hết xương. Mấy cái con mà cứ đánh tụi nó là tụi nó xịt hơi thú quắc ra. Tôi ghét não tôi. Mấy con xương khô đúng không? Đúng rồi. Không phải mấy con xương khô, mấy cái con đệ của mấy con xương khô á. Anyway, nhắc về cái cảnh đó thì đó là một trong những cái cảnh nặng nề nhất đối với thằng Vinh, và tại vì nếu như mà cái cảnh đó Vinh nó gật đầu cho qua thì nó lại out of character quá, mà nó cản thì nó cũng không cản được, nên chỉ biết úp mặt vô tường thôi. Nên bây giờ chúng ta lại có một cái canon event mới là mỗi lần Vinh bất lực nó sẽ úp mặt vô tường. Tốt nhất là lên làm như vậy. Đây là hiệu ứng cánh bướm rồi, chứ không phải canon event. Nó là hiệu ứng cánh bướm rồi nè, em chuẩn bị úp mặt vô tường dài dài rồi. Thế là bây giờ văn phòng của mình sẽ có một cây táo trước cửa và mình có thói quen úp mặt vô tường. Yuki, bây giờ thay vì úp vào tường thì Yuki sẽ cầm cái tường để úp hoạt mình. Tường không ăn. Rồi gì nữa? Về Sương, hôm nay chơi với Sương rất là vui. Em xin lỗi vì vừa lúc em đọc lộn tên của Sương YZ thành Yvette. Tại vì nó hợp lý ở trong đầu em á, kiểu Yvette. Tại vì nó là cái tên có thật mà. Nên là em phải ok, YZ. Không phải Yvette. Nên còn về tính cách của nhân vật của Sương thì nó rất là enabler. Em nghĩ là nếu như mà trong tương lai để hai đứa này đi chung một đội mà không có người thứ ba can ngăn, là hai đứa này một đứa dám đổ dầu và một đứa đó dám đốt lửa đó. Tôi cũng đang cảm giác là vậy. Nên cặp đôi hủy diệt. Nếu như mà có thêm Yuki nữa là ôi tam hoàng. Tạm biệt văn phòng thám tử. Đi xuống là một đứa dám khích, là một đứa dám đấm, rồi đứa kia dám fireball vô đầu á. Tam hoàng. Đây là chỗ mộng sống duy nhất giữ bọn đó lại. Em có thể thấy được chị Mộng bắt đầu kiểu một người phụ nữ không có ý chí lập gia đình, tự nhiên bây giờ có ba đứa con rồi đó. Cho Phay đứng ở một chỗ rồi. Chị Mộng cố lên nhá. Chị Mộng cố lên nhá. Phay, em chạy Phay trước quá ngay. Sợ để Phay quá sợ để can thiệp. Còn về Nho thì cái việc mà Nho chạy đi ban đầu thì cũng không có gì lạ lắm đâu, tại nếu như mình ở vị trí của Nho thì mình cũng sẽ đi tìm hiểu từng căn phòng, lục từng cái kẻ. Thậm chí mình còn bắt nạt anh Linh bằng việc rằng là em thử lật cái miếng lót sàn lên xem coi ở dưới miếng lót sàn có dấu bụi hay là có dấu vết gì của sự sống hay là manh mối gì không. Em sẽ đi tìm từng kẻ hở, từng góc gạch,
Thậm chí em sẽ đi ra nói chuyện với mấy con ghoul nữa nếu như mà nhân vật của em cho phép em làm điều đó. Tra khảo từng con một. Em sẽ tra khảo từng con một, intimidate từng con một, dồn nó vô góc tường, bắt nó phải khai hết tất cả mọi thứ mà em muốn biết, cho dù em biết hết rồi. Bèn được kê nó vào góc tường. Anh nghĩ cái cách mà cả nhóm nhân vật mình chơi nó khá bị ảnh hưởng bởi cách mà bác thân sẽ làm, tại vì bác thân là người lớn nhất ở đấy và sẽ bảo bọn trẻ con phải làm như vậy. Unfortunately thì bác thân là một người cực kỳ cẩn thận. Đúng rồi anh à, nên nếu như mà anh Thiện từ đầu anh Thiện may một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch thì cái cam này em nghĩ nó đã cút từ vùng gửi xe rồi anh, kiểu nếu như có bốn đứa trẻ mà nó đã như vậy rồi, anh tưởng tượng cái cảnh tượng có 5-6 đứa trẻ đi. anh tin tưởng là Linh vẫn sẽ nấu được, nó sẽ thay vì 10 giây, 10 giây. Nó như thay thế này thì nó sẽ thành như câu chuyện là Home Alone thôi, ở nhà mình. Anh với lại anh biết cái gì nữa không, nếu như mà anh Thị may một đứa trẻ khác vào trong đây, em sẽ có một cái plot rằng là 5 đứa trẻ chui vô trong một cái áo choàng và đóng giả làm Stra. Hết đi. Cái này là 4K rồi. Cái này 4K rồi. Chị cha 4K. Và bắt cái ông kia thấy gì, thấy gì sức mạnh là xiềng xích của nhân loại, mày hãy từ bỏ sức mạnh và biến thành con dơ đi hay cái gì đó, xong rồi tụi em sẽ thoát ra được. Đó, anh thấy cái blog em nấu chuẩn không? Yeah. Người có Intel 18 có khác. Thì tự nhiên tưởng tượng cái cảnh mà năm đứa trẻ trong một cái áo choàng Stra đang diễn, cái đầu nói ta sẽ như thế này thế kia, tay của ta đâu, giơ lên để cho nó hoành tráng. Sao mày kiểu không, anh phải kiểu này, cái đứa ở trên phải nói là tay trong cánh tay phải của ta, tay trái giơ lên. Một ma bị tay đưa lên đấy. ở trong là kiểu thì làm lộn tay rồi, tay kia đưa tay kia lên. Mọi người biết cái cảnh bắt bàng nhìn mắt nhìn tay không? Tao tay xong rồi sẽ trở thành là ta Stra, cha của các con đã trở thành Phật ngàn tay, xong nó thành copy right đó. kỳ lắm. Em xin kết thúc bài diễn văn đầy vô tri của em ạ. À. Đưa tay. Yeah. Đây là đã hết rồi đúng không? Yeah. Rất vui được gọi là giao lưu với những mọi người, những người đều đã là DM và đều đã là good player và trừ xài ra. Sốc. Em sợ thứ bảy này quá. Hay là em cùng kèo. Lâu rồi thì mình mới được chơi với những người chơi. Thực ra thì mình rất vui vì được chơi với những người chơi chất lượng cao như vậy. Nói là rất rất lâu rồi thì những cũng... người chơi vô tri chất lượng... nghĩ là những người chơi vô tri hoặc là những người chơi năng động, chịu tương tác, chịu làm trò, bởi vì là thực sự thì nếu như mà chơi với những người hơi bị động một chút hoặc là hơi người ta không nghĩ ra được những cái cảnh thì cái cam này sẽ chết ngay từ tay đầu, sau đấy mình sẽ phải Đây này, anh nhá, sẽ có một cái cơn gió đẩy mọi người ra đằng trước nhá, đi. Nhưng tuyệt vời là mình không phải làm như thế. Những cái cảnh như thế thì nó hơi buồn cười một tí. Rất may là mọi người trong cái cơn gọi là trong đêm tối vẫn tìm ra được con đường mình phải đi. Vậy thì buổi trưa hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Mọi người có thể ngồi lại để bốc phép nói chuyện với nhau, học campaign. Hoặc là bây giờ là 12:37 rồi. Đã muộn để mọi người có thể lên giường và ngủ một giấc luôn. Chưa đủ, chiều nay em ngủ rồi. Bị con nghiện lên tiếng. Nghiện thủ lên tiếng. Vậy tuần sau mình lại chơi như bình thường đúng không? Tuần sau mình sẽ quay lại với campaign. Thiện sẽ thông báo là trong campaign thì Sương sẽ là người chính thức tham gia campaign của mình. Còn Nho thì không tham gia. Chủ yếu là trong khi quá trình tạo nhân vật cùng nhau thì Thiện thấy Nho chưa có nhiều kinh nghiệm để tạo một nhân vật trong một campaign mà đi sâu vào những cái chiều sâu của nhân vật như thế này. Và khi roleplay thì cũng có một chút thiếu kinh nghiệm khi mà roleplay trong một nhóm, nhất là nhóm nhiều người. Đấy,
không phải là một điều tệ. Kiểu khi mà chúng ta mới chơi một cái game roleplay thì cũng có cần một chút thời gian để lấy thêm kinh nghiệm. Và kể cả việc chơi những game tập trung hơn vào combat, tập trung hơn vào gì ngồi chơi vui vẻ với nhau, chứ không nhất thiết phải điền đào quá sâu vào nhân vật của mình. Đấy cũng là hoàn toàn là một kiểu chơi D&D. Và Lê Thiện vẫn enjoy, vẫn thích những kiểu đấy và vẫn có dẫn game kiểu này, dẫn game kiểu khác. Cảm ơn Nho đã cùng chơi với bọn mình trong cái shortcut, cái phần interlude DLC của campaign Thám Tử Nước Sâu chúng mình. Cũng có những khoảng thời gian rất là vui và đáng nhớ. Yay! Yay! Gửi Nho cái bức tranh. Nho cũng mới bắt đầu chơi D&D mà. Đến cỡ bây giờ là Nho cũng gọi là tiến bộ nhanh phép rồi đấy. Thế khi mà Tiện mở một campaign tập trung hơn vào cái sự cái gì nhỉ, chú hề, hoặc là tập trung hơn vào combat, nó có thể là trong tương lai nếu mà Nho có kinh nghiệm hơn một chút mà vẫn muốn chơi những kiểu campaign giống như campaign này thì chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục chơi cùng nhau. Có kinh nghiệm ở việc nào chứ chắc chắn không phải có kinh nghiệm ở việc viễn tra thôi, nó sẽ không bao giờ được tăng lên nào. Nó sẽ hay. Cái nào mà mình làm nhiều và cái nào mình tập trung muốn tự cải thiện thì anh nghĩ là nó sẽ lên. Về campaign sắp tới thì Thiện sẽ còn một chút để nấu với nhân vật của Sương. Sau đấy là Thiện sẽ đưa một số cái thông tin về nhân vật của Sương trước cho mọi người, những thông tin nào mà Thiện nghĩ là cần thiết để mọi người biết khi mà bắt đầu chơi, đỡ bỡ ngỡ. Tại vì cái thế giới của mình là có một chút bị thay đổi sau khi mà mình đổi người chơi, để cho nó phù hợp với mọi thứ. Có thể là chúng ta hơi multiverse đi một tẹo, có một vài thứ khác, ví dụ như là nhân vật Minh sẽ liên kết thêm với chú Bảy, có nhân vật Faye là hiện tại có con mắt. Những thông tin đấy Thiện cũng sẽ đưa cho Sương thêm trong từ giờ đến rất là cùng lắm thứ hai thôi, để mọi người có thời gian chuẩn bị thêm. Thứ năm là mình chơi rồi. Và vì như vậy mọi người còn câu hỏi gì không? Sương không. Nếu không thì cho những ai xem trên YouTube hay social media cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem. Hình như cũng còn một bạn nào đang đứng Hao Thầm cũng đang còn ngồi nghe bên dưới. Đến tận 12 rưỡi hơn rồi. Cảm ơn mọi người đã cùng theo dõi campaign Thám Tử Nước Sâu. Và nếu các bạn muốn tiếp tục theo dõi những nội dung như thế này thì bạn có thể là subscribe kênh Funky Dungeon Master, like và comment để cái nội dung này được recommend đến nhiều người hơn. Bạn cũng có thể vào kênh Discord Funky Dungeon Master để xem game này trực tiếp vào 20 giờ tối thứ năm hàng tuần. Tuần sau là chúng mình quay lại với câu chuyện chính của campaign rồi. Cũng có thể vào đây để chơi các game nhập vai trong cái cộng đồng lành mạnh. Cảm ơn mọi người. Yeah. Yeah.